thành phố mà hả? Rồi cái em thấy cái màn hình thầy chưa ta? Chắc thấy rồi thầy. Thấy rồi đúng không? Dạ vâng. Ok. Rồi. À, rồi chào lớp mình ha. Thì đầu tiên thì thầy cũng giới thiệu về thầy cũng như là các em ha. Thì hai lớp mình thì có một số bạn đã học cái môn trước của thầy là cái môn nhập môn công nghệ phần mềm thì cũng biết cái thầy rồi ha. Thì tên thầy là Huỳnh Lưu Quốc Linh, thì thầy nhận dạy cái lớp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin của học kỳ này của các em ha. Rồi lớp mình thì lớp này thì thấy cũng hợp nhiều lớp học với nhau, trong đó có lớp công nghệ phần mềm nè, rồi lớp hệ thống thông tin với lại lớp mạng máy tính nữa. Thì các em bây giờ mình thống nhất là bầu ra một lớp trưởng, hay là mỗi lớp thì có một lớp trưởng để giao tiếp với thầy, giao tiếp trao đổi liệu hay là bài tập rồi mấy cái nộp bài, thì mỗi lớp một bạn lớp trưởng hay là chung chung giao tiếp được hết mấy lớp kia không chung? Vậy hiện tại kỳ này thì em hãy làm lớp trưởng đó thầy. Hiện tại thì bạn Long đang học lớp buổi sáng hay làm lớp trưởng đó thầy? Long là lớp công nghệ phần mềm mình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À rồi. Rồi Long, Long đâu đây? Có Long đây không? Dạ vâng ạ. Dạ em đây ạ. Long. Rồi. Em là lớp trưởng lớp này, rồi mấy lớp khác thì trong cái môn này em làm lớp trưởng được luôn, hay là muốn là mỗi lớp có một bạn lớp trưởng để làm việc với lớp rồi trao đổi lại với thầy? Dạ, cái này thì sao cũng được. Nếu em làm thì có gì em có cần trao đổi thì em sẽ trao đổi với thầy chung các bạn được ạ. Cũng như đưa tài Cái liệu đó thì em đưa về được. Dạ. có tiện với em không? Thì tài liệu thì thầy up chung lên trên này thì các bạn có thể lấy được, còn mấy cái mà một bài tập hay là cái em tổng hợp cái gì dùm thầy đó thì cái đó thì em làm giúp thầy. Dạ vâng, dạ được ạ. Nó trưởng là thông báo với các bạn. Dạ vâng, được hết Rồi thầy ạ. Long, rồi vậy thì Long làm lớp trưởng lớp này ha. Dạ vâng ạ. Ừ, nếu có khó khăn gì thì cứ báo với thầy nha. Dạ. Ừ, rồi vậy em làm việc em giao tiếp với mấy bạn lớp kia luôn ha. Rồi, bạn Long sẽ là lớp trưởng lớp mình các bạn. Thì các em thầy có thông báo gì thì thầy thông báo cho Long, rồi Long sẽ giúp thầy là sẽ phổ biến lại với lớp. Rồi, cảm ơn Long. Rồi, chúng ta sẽ giới thiệu về cái môn học và mời môn cái môn phân tích và thiết kế hệ thống thông tin này ha. Rồi, trong quá trình học thì có khó khăn gì thì các em cứ mạnh dạn trao đổi với thầy ha. Mình chủ động thôi. Đừng có im lặng quá, hay là thầy học online thì ít giao tiếp được đó. Thì các em cứ tự nhiên, không có gì hết. Rồi, phần giới thiệu môn chung về môn học của chúng ta ha. Thì mục tiêu của môn học này, các em thấy màn hình rõ không? Thấy slide thầy xem chưa? Dạ thấy rõ thầy ạ. À, thấy thấy cái slide giới thiệu chung rồi đúng không? Dạ vâng. À, thì môn học này á thì các em sẽ được tìm hiểu kiến thức chuyên sâu liên quan đến việc xây dựng phần mềm, và chúng ta sẽ tiếp cận theo cái hướng là đối tượng ha. Rồi, chúng ta sẽ được giới thiệu về các phương pháp này, các kỹ thuật để xây dựng phần mềm những đối tượng.
Và đặc biệt á, Cầm đã rồi còn hỏi nữa. trong môn phân tích thiết kế hệ thống á, thì chúng ta sẽ chú trọng vào cái giai đoạn là phân tích và thiết kế phần mềm ha. Thì các em đã học về cái môn nhập môn công nghệ phần mềm thì em biết là có nhiều giai đoạn để phát triển phần mềm đúng không? Thì trong đó có cái giai đoạn là phân tích và thiết kế. Thì trong cái môn học này chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần phân tích và thiết kế. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu và phát triển cái tính linh hoạt và cái kiến trúc linh hoạt của phần mềm. Đó là một trong những cái nội dung quan trọng của môn học này ha. Và cái môn học tiền đề mà trước khi học môn học này các em phải trải qua đó là môn nhập môn nghệ phần mềm. Thì cái môn này thì các em đã học rồi đúng không? Kỳ trước thì có một lớp đã học cái môn này của thầy rồi. Rồi các em cũng học cái môn lập trình hướng đối tượng ha. Để chúng ta tìm hiểu về đối tượng theo hướng tiếp cận hướng đối tượng thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp về lập trình hướng đối tượng hay là một kỹ thuật lập trình hướng đối tượng ha. Thì cái môn này chắc thầy nghĩ các em đã học từ qua rồi. Rồi đây là thông tin của thầy, tên của thầy. Rồi các em có thể là giao tiếp trao đổi hay là có thắc mắc gì thì gửi cái mail của thầy qua địa chỉ email này. Thì có hai cái địa chỉ email, một cái địa chỉ của trường mình đó là địa chỉ linhlq@vietjet.vn, linhlq.vn ha. Hoặc là các em cũng có thể gửi qua cái mail cá nhân của thầy. Thì cái mail cá nhân của thầy là phúclinhl@gmail.com. Thì hai cái mail này thì các em muốn gửi mail nào cũng được. Thì có trong quá trình học hay là trao đổi gì với thầy, có thắc mắc, có đặt câu hỏi hay là nộp bài tập hay là làm cái gì đó thì các em có thể gửi qua cái mail này cho thầy. Rồi đây là số điện thoại của thầy ha. Có gì các em cứ tiện thông tin liên lạc. Rồi, môn học chúng ta thì chúng ta có ba tín chỉ ha. Rồi thời lượng môn học mình là có 45 tiết. Thời gian bắt đầu là từ ngày hôm nay là ngày 21 tháng 8 và chúng ta sẽ kết thúc môn học vào ngày 30 tháng 10 ha. Và môn học này chúng ta sẽ học vào tháng thứ bảy từ tiết 1 tới tiết 4. Thì hình như là cái chương trình mới của chúng ta là nó cải cách rồi. Thì nó học một buổi học thì chúng ta sẽ học 4 tiết, từ tiết 1 tới tiết 4 ha, 5 tiết. Rồi, bình thường hồi xưa thì chúng ta sẽ học 5 tiết, từ tiết 1 tới tiết 5. Nhưng mà bây giờ chương trình mới thì thầy thấy là ta sẽ học 4 tiết, nên là cái tuần học chúng ta nó sẽ kéo dài ra một tí. Thì chắc khoảng 10 tuần ha, một tuần vậy đó. Rồi chúng ta lớp học á thì chúng ta sẽ học cái lớp học online. Thì lớp học này nó có cái phòng học á, nó có cái tên là thầy đặt trên cái Microsoft Teams của chúng ta á, là lớp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 01 ha. Lớp chiều nay là lớp 02. Rồi, tìm hiểu nội dung môn học thì chúng ta có tổng cộng là 6 chương học trong cái môn học của chúng ta ha. Thì cái chương đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về chương mở đầu. Ở đây chúng ta sẽ nhắc lại một số khái niệm thôi, cũng giống như trong cái môn nhập môn công nghệ phần mềm. Chúng ta sẽ tìm đi ôn lại những cái khái niệm về phần mềm nè, rồi quy trình phát triển phần mềm, và chúng ta cũng tìm hiểu về cái khái niệm phân tích và thiết kế hệ thống tin của chúng ta ha. Rồi trong đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các thành phần chi tiết như là phần mềm nè, rồi chất lượng của phần mềm, rồi các quy trình phát triển phần mềm bao gồm quy trình thác nước, quy trình thác nước cải tiến, rồi quy trình bản mẫu hay là gọi là prototype ha, rồi quy trình sóng up và quy trình kết hợp của các quy trình phía trên ha. Là các quy trình phần mềm này thì các em đã được tìm hiểu trong cái môn nhập môn rồi. Rồi thì đây chúng ta sẽ ôn lại thôi, chúng ta sẽ tổng quan, chúng ta sẽ đi khái quát lại những cái khái niệm này. Rồi đến tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm là phân tích về thiết kế hệ thống.
thì khái niệm này liên quan tới môn học của chúng ta này ha. Rồi giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái kỹ thuật hay là cái phương pháp xây dựng phần mềm theo hướng tiếp cận hướng đối tượng ha. Rồi trong cái chương này á thì chúng ta cũng ôn lại một số kiến thức về hướng đối tượng, thì môn học của chúng ta là chú trọng theo phân tích hướng đối tượng nên chúng ta sẽ nhắc lại một số khái niệm hay là một số cái lý thuyết về hướng đối tượng. Thì trong phần hướng đối tượng này chúng ta sẽ có một số nội dung như sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu về lớp đối tượng này và đối tượng là gì, và các thành phần của nó bao gồm các phương thuộc tính, các phương thức trong đối tượng ha, rồi các policy hay là các phạm vi truy cập, cái scope của nó ha, bao gồm là phạm vi này, public, protected và private ha. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng cái phạm vi truy cập của đối tượng với các cái thuộc tính này. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu cái tính kế thừa và đa dạng trong lập trình hướng đối tượng, đúng không? Rồi rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu về quan hệ giữa các đối tượng ha. Ở đây chúng ta có các quan hệ tổng quát hóa này, là hay còn gọi là generalization ha, rồi quan hệ liên kết association, rồi aggregation là quan hệ kết hợp, rồi composition là quan hệ hợp thành. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng cái thành phần này ha. Rồi cái cuối cùng là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về quan hệ dependency, hay là gọi là cái sự phụ thuộc của các đối tượng với nhau ha. Rồi tới cái chương thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình đặt tải yêu cầu và quản lý hệ thống. Thì chương này chúng ta cũng mang hình thức là chúng ta ôn lại từ cái môn học mà nhập môn công nghệ phần mềm ha. Thì trong cái chương đặt tải yêu cầu và quản lý hệ thống này, chúng ta sẽ đi qua cái nội dung bao gồm là mục tiêu của giai đoạn khảo sát hiện trạng này, và xác định cái yêu cầu ha. Hiện trạng thì chúng ta có cái hiện trạng của tổ chức, hiện trạng về nghiệp vụ, về cái yêu cầu hay là cái công việc của phần mềm hay là cái tổ chức mình đang làm ha. Rồi chúng ta có hiện trạng của trình học. Hiện trạng trình học là gì? Là chúng ta sẽ xem xét xem cái doanh nghiệp tổ chức mà chúng ta đang làm cái phần mềm, chúng ta sẽ biết được họ đang sử dụng cái phần mềm trình học nào, hay là cái hệ thống họ đang sử dụng là gì, bao gồm các phần cứng, phần mềm và các con người ha. Rồi cái nội dung thứ hai mà chúng ta cần tìm hiểu trong cái chương này đó là việc xác định và thu thập cái yêu cầu. Trong việc xác định yêu cầu này thì chúng ta sẽ phân loại yêu cầu thành hai loại ha. Đó là yêu cầu chức năng, bao gồm cái chức năng về lưu trữ, tra cứu, tính toán kết xuất. Rồi yêu cầu thứ hai là yêu cầu về phi chức năng. Rồi các kỹ thuật để mà chúng ta thu thập yêu cầu thì bao gồm các kỹ thuật là phỏng vấn này, rồi chúng ta sẽ lập ra các bảng câu hỏi để làm rõ cái yêu cầu, rồi chúng ta sẽ nghiên cứu cái tài liệu của doanh nghiệp ha, hay là của tổ chức mình cần làm phần mềm. Rồi chúng ta sẽ đi quan sát thực tế, thực nghiệm hóa cái quy trình nghiệp vụ của người ta để mình có thể xây dựng lên một cái phần mềm để đáp ứng cái yêu cầu nghiệp vụ của tổ chức doanh nghiệp ha. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái phân tích thiết kế nhóm này, gọi là CID ha. Rồi cái nội dung thứ ba hay là cái chương thứ ba của chúng ta là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về mô hình hóa yêu cầu. Thì cái chương này chúng ta cũng được học trong cái môn nhập môn rồi ha. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về lược đồ use case này. Trong lược đồ use case thì chúng ta có khái niệm về các actor và các use case, hay là các ca sử dụng ha. Rồi chúng ta có các quan hệ trong lược đồ use case, bao gồm các quan hệ về tổng quát hóa giữa các actor, quan hệ tổng quát hóa giữa các use case, ca sử dụng, hay là các quan hệ về include là quan hệ bao gồm ha, hay là các quan hệ mở rộng
Anh gọi lại xem. Rồi, chúng ta sẽ thực nghiệm hay là tìm hiểu rõ hơn thông qua các ví dụ. Rồi, phần mô hình hóa yêu cầu. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc tả use case. Đặc tả use case này chúng ta sẽ, hay còn gọi là cách khác là các kịch bản của use case ha. Chúng ta sẽ phân tách các use case lớn hơn các use case nhỏ và chi tiết hóa của các use case này. Nó bao gồm các dòng sự kiện này. Rồi chúng ta sẽ xác định các dòng sự kiện chính và các dòng sự kiện phụ khác ha. Rồi trong các use case này á thì chúng ta sẽ hình thành điều kiện hay là cái hậu điều kiện và các dữ liệu đầu vào và cái dữ liệu đầu ra ha. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái lược đồ activity hay gọi là lược đồ hoạt động ha. Thì trong cái lược đồ này chúng ta sẽ tìm hiểu qua các khái niệm, các ký hiệu của lược đồ hoạt động. Rồi chúng ta sẽ làm rõ hơn thông qua cái ví dụ mình hỏi ha. Rồi phần thứ tư á thì chúng ta sẽ tìm hiểu về phân tích hướng đối tượng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ giới thiệu về phân tích. Chúng ta sẽ đi so sánh về việc phân tích với thiết kế. Đây là hai giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển phần mềm ha. Và chúng ta sẽ phân tích những cái gì nằm trong cái giai đoạn mà phân tích và những cái gì nằm trong cái giai đoạn thiết kế. Rồi chúng ta sẽ so sánh giữa static analysis hay là dynamic analysis ha, hay là phân tích tĩnh và phân tích động. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu các bước để xây dựng một cái sơ đồ lớp ở cái mức phân tích. Trong giai đoạn này á, thì chúng ta sẽ xác định các lớp đối tượng chính này, bao gồm các thông tin hay còn gọi là các thuộc tính của đối tượng ha, và các hành động hay là các trách nhiệm hay là các phương thức á, của mỗi lớp trong đối tượng chính. Rồi và các mối quan hệ giữa các đối tượng hay là giữa các thuộc tính và các phương thức này nó mới có mối quan hệ gì với nhau, nó được sử dụng thao tác với nhau như thế nào trong cái lớp đối tượng đó. Rồi cũng như là các thành phần này nó được giao tiếp, nó được sử dụng với các lớp đối tượng phụ ở ngoài như thế nào. Rồi chúng ta cũng áp dụng cái kỹ thuật đa dạng hay còn gọi là kỹ thuật đa hình trong đối tượng ha, và kỹ thuật kế thừa để tăng cái tính tiến hóa, cái khả năng mở rộng phát triển của phần mềm chúng ta sau này. À, chúng ta sẽ đi qua một số cái ví dụ để chúng ta minh họa rõ ràng, cụ thể hơn về các bước trong sơ đồ phân tích ha. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu cái sơ đồ tiếp theo, đó là sơ đồ trạng thái. Đây cũng là một dạng sơ đồ của việc phân tích theo hướng đối tượng ha. Thì chúng ta trong cái sơ đồ trạng thái này chúng ta đi tìm hiểu về các khái niệm và các ký hiệu. Cái khái niệm bao gồm cái ca trạng thái, biến cố, cái điều kiện, trạng thái đầu, trạng thái cuối hay là các trạng thái của các lớp da, trạng thái mà nó kế thừa ha. Rồi chúng ta sẽ đi qua một số cái ví dụ để tìm hiểu về cái sơ đồ trạng thái này. Rồi phần sơ đồ tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu đó là sơ đồ tuần hình hay là sơ đồ tuần tự và sơ đồ communication hay là sơ đồ giao tiếp ha. Thì chúng ta cũng đi qua về một số khái niệm, các ký hiệu của các loại lược đồ tuần tự và lược đồ giao tiếp này. Rồi chúng ta sẽ đi qua một số cái ví dụ để tìm hiểu rõ hơn về từng loại lược đồ này ha. Rồi chương thứ năm của chúng ta thì chúng ta sẽ đi vào cái phần và thiết kế hệ thống thông tin sau cái giai đoạn phân tích. Chúng ta sẽ tìm hiểu về tổng quan về thiết kế hệ thống thông tin. Ở đây thì chúng ta sẽ đi sâu vào các tiếp cận là các thiết kế đầu vào của hệ thống thông tin của chúng ta. Rồi cái cách thiết kế đầu ra của thông tin chúng ta ha. Chúng ta có hai cách thức thiết kế, đó là thiết kế đầu vào và thiết kế đầu ra. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các khía cạnh trong một thiết kế một hệ thống thông tin, bao gồm là thiết kế web,
Rồi thiết kế mô hình dữ liệu ha, là cách thiết kế giao tiếp giao diện giữa người với máy. Rồi chương thứ sáu là chúng ta sẽ tổ chức triển khai cái hệ thống thông tin của chúng ta sau cái giai đoạn phân tích và thiết kế và đảm bảo chất lượng của phần mềm. Ở trong này thì chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung bao gồm nội dung thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu là thiết kế thủ tục nhập liệu chính xác. Trong phần này thì chúng ta sẽ đi chi tiết hóa về mã hóa hiệu quả hay là gọi là effective coding nè. Mã hóa ở đây là chúng ta sẽ đưa cái chương trình vào máy để hình thành, hay là nói cách khác là chúng ta lập trình đó ha. Rồi chúng ta sẽ đi qua các loại mã. Các loại mã là các loại lập trình đó ha, các loại chương trình phần mềm. Rồi chúng ta sẽ có các hướng dẫn cho mã hóa. Ở đây ta có từng cái tài liệu chi tiết hay là cách thức để chúng ta lập trình ha, hay còn gọi là guideline for coding. Rồi các phương thức xác thực, validation method, là chúng ta sẽ định nghĩa ra một số cái rule, một số cái quy luật ha, để chúng ta có thể kiểm tra validate các dữ liệu trong hệ thống của chúng ta ha. Phần tiếp theo á, chúng ta sẽ kiểm tra cái chỉ số. Chỉ số ở đây á, chúng ta sẽ kiểm tra cái hợp lệ, tính hợp lệ của dữ liệu ha. Nếu mà ở kiểu số thì chúng ta phải chắc chắn nó có thể được tính toán, được xử lý đúng không? Thì chúng ta có cái bước kiểm tra cái chỉ số này. Hay là chúng ta có các kỹ thuật ký gói tin hay là kỹ thuật mã hóa. Đó, thì ở đây cái bước này là bước kiểm tra chỉ số ha. Rồi, phần tiếp theo á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về thương mại điện tử chính xác, hay còn gọi là e-commerce accuracy. Đây là cái chính sách hay là các quy tắc để thiết kế một cái hệ thống thương mại điện tử ha. Rồi, cái nội dung thứ hai trong cái chương tổ chức triển khai hệ thống thông tin và đảm bảo chất lượng á, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về việc đảm bảo chất lượng của một hệ thống thông tin. Nó có một cái kỹ thuật gọi là, hay là một phương pháp gọi là Six Sigma ha. Rồi chúng ta có cái kỹ thuật là đảm bảo chất lượng. Ở đây chúng ta có cái kỹ thuật về kiểm thử về quá trình các test case của phần mềm ha. Rồi đảm bảo chất lượng. Rồi chúng ta cũng có các hướng đi hay là gọi là cái cuộc thu các hướng, là chúng ta sẽ xác định các luồng dữ liệu ha và các điều kiện trên cái kiện của chúng ta. Rồi chúng ta có cái sơ đồ cấu trúc gọi là structure chart ha. Rồi chúng ta xây dựng hình thành của chương trình. Chúng ta sẽ gom nhóm lại ha, thành phần nào có tính chung nhất thì nó sẽ được gom vào chung một module. Rồi các dữ liệu và thông qua kiểm soát, chúng ta sẽ hình thành dữ liệu và chúng ta sẽ đảm bảo cái tính toàn vẹn hay cái tính bảo mật của dữ liệu này ha. Rồi, chúng ta sẽ hình thành ra các tài liệu khi chúng ta hiện thực hóa phần mềm. Rồi giai đoạn cuối cùng của chúng ta đó là giai đoạn trải nghiệm ha, là đưa ra chạy thử là để xác định coi cái phần mềm nó có đáp ứng cái yêu cầu, nó có thể sử dụng được trong cái doanh nghiệp hay là trong cái tổ chức sử dụng phần mềm hay không ha. Rồi cái phần thứ tiếp theo á, là chúng ta sẽ hiện thực hóa một hệ cái hệ thống thông tin. Trong này chúng ta có các trình bày về các kỹ thuật về điện toán khách chủ hay là gọi là tính toán về client server ha. Chúng ta sẽ triển khai các hệ thống client server. Rồi chúng ta sẽ đi qua các loại mô hình mạng hay là network type. Rồi chúng ta có các phần mềm để chúng ta thao tác hay chúng ta giao tiếp để làm việc nhóm với nhau, hay gọi là group quen ha. Rồi giai đoạn tiếp theo là giai đoạn
training đào tạo, chúng ta sẽ hướng dẫn đào tạo cho người dùng sử dụng phần mềm của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp theo đến khía cạnh về bảo mật, đảm bảo cái tính an toàn của hệ thống thông tin của chúng ta ha. Rồi tiếp theo là cái phần nhận ứng dụng về tổ chức, thì chúng ta sẽ xác định, liệt kê ra các kịch bản và các trường hợp có thể xảy ra trong cái tổ chức hay là trong cái quá trình thao tác nghiệp vụ, xử lý nghiệp vụ, nhưng mà nó không được xác định trước đó ha. Chúng ta sẽ giả sử một số cái trường hợp mà phần mềm hoạt động có thể bị sai sót, có thể bị bỏ qua ha. Thì đây là những cái ứng dụng về tổ chức. Những cái nghiệp vụ này nó không được thể hiện chi tiết hóa ở ngoài hay là trong một cái tài liệu nào, hay là chưa được tìm ra kiểm chứng gì trước đó, thì chúng ta phải đi tìm hiểu về cái khía cạnh ngách này ha. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả của cái hệ thống của chúng ta ha. Rồi như vậy thì chúng ta đã đi qua 6 nội dung tổng quan hóa của 6 chuyên trường học trong cái môn phân tích và thiết kế hệ thống thông tin của chúng ta. Rồi một số cái tài liệu tham khảo thì các em có thể tham khảo cái tài liệu mà thầy gửi trong này, bao gồm là tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống phiên bản thứ 8 của tác giả là Kendall Kendall, xuất bản năm 2011 ha. Rồi cái tài liệu tiếp theo là tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống thông tin của thầy Trần Đình Quế ha, thuộc một xuất bản là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ha. Hoặc một cái tài liệu khác nữa là tài liệu kỹ thuật lập trình phần mềm với VML, kỹ thuật mô hình hóa đối tượng ha, của tác giả là Pavel Anelka, xuất bản năm 2018. Rồi một số các tài liệu mà chúng ta có thể tham khảo thêm để đáp ứng cho cái môn học này, bao gồm các tài liệu về phân tích hướng đối tượng này, rồi phân tích hướng nghiệp vụ, rồi các mẫu thức hay các pattern ha, các đường dài pattern mà chúng ta có thể sử dụng trong cái môn học này, là một số cái kiến trúc mà để phân tích về thiết kế hệ thống. Rồi tới cái hình thức kiểm tra và đánh giá của môn học thì như lúc đầu giờ thầy có nói á, thì môn học này thì thầy đang cân nhắc lại cái chỗ này, thì có thể là các em sẽ thi cuối kỳ là thi lý thuyết, hoặc là chúng ta sẽ làm bài đồ án báo cáo cuối kỳ ha. Thì cái phần thi lý thuyết với lại cái đồ án cuối kỳ này thì cái thang điểm nó không thay đổi, thì chúng ta có 6 điểm cho cái phần báo cáo cuối kỳ hoặc là chúng ta thi lý thuyết chỗ này ha. Thì cái phần thi lý thuyết hay là báo cáo cuối kỳ này thì thầy sẽ hỏi lại bên nhà trường, thì thầy sẽ với lại thì hỏi ý kiến của các em, thì các em có muốn có làm bài thi cuối kỳ hoặc là chúng ta sẽ làm bài báo cáo đồ án, thì thầy sẽ liên lạc và thống nhất lại với trường ở chỗ này. Rồi cái phần bài tập và của cá nhân hoặc là nhóm á, thì chiếm tổng số là 1 điểm ha. Có thể là thầy sẽ cho các em một số cái bài tập làm nhóm hoặc cá nhân, hoặc là cái điểm cộng thêm trong cái quá trình mà chúng ta học, các em đóng góp ý kiến thì thầy sẽ chấm với cột điểm này. Rồi thực hành hay là cái này là cái phần đánh giá giữa kỳ ha. Đánh giá giữa kỳ này thì có thể là thầy ở đây thì nếu mà theo cái phần thi lý thuyết thì thầy sẽ cho các em làm cái đồ án cuối kỳ để mà là lấy cái điểm giữa kỳ này. Nếu mà chúng ta mà làm đồ án cuối kỳ mà báo cáo luôn cái nội dung này cuối kỳ á, thì giữa kỳ thì cho các em làm bài tập nhóm như cái môn nhập môn công nghệ phần mềm mình đã học ha.
Thì cái phần giữa kỳ này á thì nó chiếm tổng số điểm á, của mình là 3 điểm ha. Thì các em sẽ làm theo nhóm. Một nhóm thì có 5 bạn sinh viên một nhóm ha. Tối đa 5 bạn hoặc là 6 bạn cũng được, tại vì lớp chúng ta nó khá là đông. Thì cái điểm báo cáo của các em á thì nó chiếm 50% của 3 điểm này, là 1,5 điểm ha. Rồi các chương trình demo thử nghiệm của các em á thì nó chiếm 1,5 điểm nữa, thì tổng cộng chúng ta có 3 điểm trong cái phần giữa kỳ này. Rồi còn một phần nữa là một phần điểm cộng về các đồ án xuất sắc ha. Cái đồ án xuất sắc thì sẽ được cộng thêm điểm. Rồi ghi chú này, điểm đồ án môn học á thì các em sẽ có tối đa là 10 điểm ha. À, và các em sẽ làm được làm tròn đến 0,5. Thì nếu mà chấm đồ án thì sẽ làm tròn lên ha. Ví dụ như các em được 8,25 thì các em làm tròn là 8,5 ha. Hay là 7,75 thì các em được làm tròn 8 điểm. Đó là cái cách tính điểm của chúng ta. Thì sau buổi hôm nay thì các em cũng cố gắng là mình thành lập các nhóm để báo cáo ha. Các em tự chọn nhóm riêng cho mình, rồi Long sẽ tập tổng hợp lại các nhóm cho thầy, gửi danh sách theo từng nhóm ha. Rồi cái đồ án cuối kỳ này thì nói rõ hơn, thì các em sẽ làm 5 sinh viên một nhóm. Đề tài thì các em sẽ tự chọn ha. Từ bắt đầu từ buổi hôm nay thì các em thành lập nhóm để chọn đề tài cho mình luôn. Rồi lớp trưởng sẽ tổng hợp đề tài và nộp lại cho thầy để thầy duyệt cái tên đề tài này ha. Rồi đồ án thì chúng ta sẽ nộp vào cuối khóa và sẽ báo cáo vào cuối khóa luôn ha. Và hình thức và thời điểm nộp thì thầy sẽ thông báo sau, sau khi mà kết thúc với môn học của chúng ta. Rồi cái môi trường lập trình á thì các em có thể sử dụng các công cụ và môi trường lập trình hiện có hiện nay ha, cái nào cũng được, thầy không có giới hạn. Rồi cái cách thức tính điểm thì như lúc nãy có nói. Rồi cái đồ án xuất sắc thì sẽ được cộng tối đa là 1 điểm ha, 1 điểm trong cái thang điểm lớn của các em á, 100 điểm toàn khóa ha. Rồi đây là tổng hợp danh sách nhóm và đề tài. Thì các em tổng hợp theo cái danh sách này giúp thầy, bao gồm họ tên và mã số sinh viên của các thành viên trong nhóm. Rồi thông tin liên lạc của nhóm trưởng bao gồm email và phone ha. Rồi tên đề tài mà các em dự kiến sẽ thực hiện. Và nên có một cái thuyết minh sơ lược về cái nội dung của đề tài ha. Nếu thầy biết thêm về cái đề tài thì muốn làm cái rồi. Tiếp theo là cái phần quy định lập bài. Thì khi mà các em làm bài tập hoặc xét đồ án á, thì các em lập cho thầy với cái tên là được đặt theo cái cấu trúc này ha, mã số sinh viên. Các em nén lại cái file chấm zip hoặc là ra gì cũng được ha. Là các em làm bài tập nhóm thì các em sẽ để là nhóm số mấy đó, rồi tên đề tài của các em ha. Rồi các em cũng nén lại thành file zip hoặc là file ra ha. Rồi, chú em chú ý là các em sẽ nộp bài theo đúng cái định dạng này ha. Nếu mà nộp sai thì sẽ skip qua, thầy không có chấm bài này ha. Rồi thì làm các nhóm làm chung đồ án á, thì chỉ nộp một một trong một người nộp bài trong nhóm thôi ha. Các bạn tổng hợp lại rồi nộp cho thầy. Không nộp cho thầy thì kết lên hai bài, hai bạn nộp khác nhau hai bài ha. Rồi như vậy thì mình
mình đã đi qua về cái tổng quan cũng như giới thiệu về cái môn học, về phân tích về thiết kế hệ thống thông tin này. Có gì thắc mắc không? Ở chỗ phần thi này thì các em muốn là mình sẽ thi lý thuyết cuối kỳ hay là mình sẽ báo cáo đồ án? Nếu mà báo cáo thì cái yêu cầu của cái bản báo cáo đó là như nào? Thì thầy yêu cầu của báo cáo thì mình cũng làm một cái bài báo cáo ha, mình cũng trình bày các cái kỹ thuật về phân tích thiết kế phần mềm, bao gồm mà các lược đồ về UK. Lược đồ UK thì không cần lắm ha, ở trong môn học này thì chúng ta chú trọng về các lược đồ về sơ đồ hoạt động này, sơ đồ tuần tự và sơ đồ giao tiếp ha. Cái sơ đồ đó chúng ta sẽ trình bày bằng trong cái bài báo cáo của chúng ta. Rồi các em sẽ hiện thực hóa chương trình phần mềm bằng cách chạy demo. Đó là cái bài đồ án báo cáo của chúng ta. Dạ thưa thầy, là về nội dung của đề tài thì có giới hạn lại không ạ? Hay là mình Không, cái đề nội tài dung nội đề dung đề bài thì thầy để cho các em tự do lựa chọn, nhưng mà thầy sẽ xem xét trước coi nó có hợp lý hay không. Thì lúc nãy thầy có nói là các em nên thuyết minh cái đề tài của mình nộp lại cho thầy đó. Nên các bạn thuyết minh sơ lược, em thuyết minh sơ lược cái đề tài của mình định làm gì, phân tích cái yêu cầu nghiệp vụ thôi. thầy ơi. Rồi trong quá trình học chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết khóa đó. Rồi. Một nhóm là có tối thiểu bao nhiêu thành viên vậy thầy? Thì thầy trong này thì thầy cho từ 5 tới 6 bạn. Ý là Ý mình là có thể một mình được không ạ? một vài người thì tại vì lớp mình đông quá thì thầy sợ cái khoảng thời gian mà báo cáo á nó sẽ rất là lâu. Ngoài các em cũng nên làm với nhiều bạn để chúng ta có cái cách thức mà chúng ta làm việc nhóm. Chúng ta phân chia công việc với nhau. Thì cấu trúc trình bày thì thầy cũng xong lại cái slide của cái môn học trước ha. Một số bạn học lớp thầy thì cũng có cũng biết rồi, thì chỉ sâu cho mấy bạn mới chưa biết ha. Và các em thấy màn hình thầy chưa ta? Em mới thấy màn hình thầy không? Có thấy cái slide thầy share về cái cách trình bày bài báo cáo không? Dạ Dạ có thấy đây. rồi. Rồi. Thầy đi nhanh qua phần này ha. Thì cấu trúc chung á, thì mình sẽ có trình bày về trang bìa nè. Rồi trang lót thì cũng giống là trang bìa ha. Rồi trang nhận xét của giáo viên hướng dẫn. Rồi là cảm ơn lục bản, là giới thiệu tóm tắt về cái chương trình, về cái phần mềm mình đang báo cáo, đồ án mình đang báo cáo ha. Rồi phần tiếp theo á là phần nội dung, này là phần quan trọng nhất ha.
thì chúng ta sẽ tổ chức theo từng chương. Này các em sẽ cấu trúc theo từng chương ha. Rồi phần cuối cùng á là các em sẽ liệt kê ra các tài liệu mà mình tham khảo làm cái đồ án của mình. Rồi phần cuối cùng á là phần phụ lục nếu có. Phần phụ lục này là cái phần mà các em sẽ bỏ thêm cái thông tin tham khảo thôi, hoặc là cái phần ảnh hay là cái dẫn chứng gì bên ngoài á thì các em bỏ vào phần phụ lục này. Thì cái cấu trúc này thì nó sẽ theo số các em ha. Trong mấy cái đồ án khác thì các bạn nghĩ nó cũng có cái cấu trúc như vậy, là cái bài báo cáo có lợi tốt nghiệp thì của em thì các em cũng làm cái cấu trúc này ha. Rồi chúng ta có một cái phần nữa là một cái bảng phân công công việc cụ thể giữa thành viên, thì chúng ta sẽ làm cái bài tập này cho nhóm ha. Nên chúng ta sẽ có cái bảng phân công công việc này, thầy dựa vào đó thì sẽ đánh giá. Rồi thì các em cũng trình bày theo cái cấu trúc như vậy. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có cái ở các hiện trạng xác định yêu cầu ha. Thì trong cái chương trình học của chúng ta cũng có cái phần mà lấy thông tin xác định yêu cầu, rồi nguồn hóa yêu cầu ha, rồi đến giai đoạn phân tích này, giai đoạn thiết kế. Hôm nay phân tích thiết kế thì cái slide này là thầy đang để trong cái môn học nhập môn công nghệ phần mềm ha. Thì ở bên này thì các em sẽ trình bày về phân tích này, phân tích thì các em sẽ phân tích về, các em sẽ dẫn chứng về các mục đồ ha, mục đồ hoạt động này, mục đồ giao tiếp, rồi mục đồ tuần tự là cái mục đồ lớp ha, cái sơ đồ lớp mà các em đã phân tích ra được. Rồi và quá trình thiết kế của các em thiết kế kiến trúc phần mềm như thế nào, rồi thiết kế dữ liệu đầu vào đầu ra. Các em sẽ phần này thì chúng ta sẽ không có thiết kế giao diện mà chúng ta sẽ thiết kế giao tiếp giữa người và máy ha, xác định nghĩa về cái sự giao tiếp. Rồi phần tiếp theo á là chúng ta sẽ có cái cài đặt và kết quả thực nghiệm ha. Rồi cuối cùng là chúng ta có tổng kết. Tổng kết là chúng ta sẽ nêu ra những cái kết quả mà đạt được trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái đồ án này. Rồi chúng ta sẽ đánh giá những cái ưu khuyết điểm còn tồn đọng là cái bài học mà rút ra được ha. Rồi cái hướng mà để chúng ta có thể phát triển trong tương lai. Đó là những cái thành phần ở trong đây, là phần viết chương ha, trong cái phần nội dung của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ định dạng bài báo cáo. Thì bài báo cáo chúng ta sẽ trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa và khó đánh số trang ha. Rồi phông chữ này thì các em có thể lựa chọn cái phông chữ nào phù hợp ha, chứ không có riêng gì phông chữ Vinitam hay là thân như của mình. Thì cái này là cái phông chữ nó phổ biến thôi. Và cái kích thước á thì các em nên để kích thước khoảng kích thước size phông á thì khoảng 13 ha. Và các em hiện trên phần mềm Microsoft Word hoặc là phần mềm khác cũng được, nhưng mà nó định dạng phải Word ha. Rồi cái chế độ giãn dòng hay là live spacing á thì các em cài đặt là đúng không ha, một dòng. Rồi cái định dạng trang thì các em canh lề trên 3 cm, lề dưới thì cũng 3 cm ha, trái 3 cm, phải 2 cm. Cái định dạng này là cái để các em sau này các em có thể là in ra đóng hoặc gì đó, nhưng mà trong cái môn học mình thì các em không phải in bài đâu, mình chỉ nhập file cho thầy là được rồi. Nhưng mà cái cấu trúc chung này để chúng ta có thể là đóng thành cái cuốn để chúng ta có thể nhập ha. Rồi phần trình bày về số thứ tự của các chương. Các mục được bạn đánh số bằng hệ thống Ả Rập ha, và chúng ta sẽ không dùng chữ số La Mã.
Rồi, ví dụ như là chúng ta có phân 3 thì chúng ta phân cấp nhỏ hơn là 3.1 thì 3.1.1 3.1.2 ha. Chúng ta không dùng số La Mã. Là một lớn, hai lớn gì đó ha. Rồi, các mục tiểu mục thì chúng ta sẽ phân cấp thành nhóm thứ hai, nhóm thứ ba cách nhau bằng một dấu chấm ha. Rồi, số thứ nhất thì cái thích trình bày chung thôi. Là chỉ số chưa. Số hai là tiểu mục. Số thứ ba là tiểu mục ha. Rồi, chú ý trong cái trang bì và trang lót của chúng ta á, thì chúng ta nên trình bày phải có các thông tin như sau. Thì có tên trường và tên khoa ha. Rồi tên cái môn học của chúng ta. Rồi tên đề tài, nhóm đang làm. Tên của giáo viên hướng dẫn. À, tên và mã số thông tin của các thành viên đang thực hiện ha. Nơi và tháng năm thực hiện. Rồi. À, cái này thì nó có cái mẫu mà các em có thể tham khảo ha. Hoặc là em tìm kiếm ở trên trang web của trường. Hoặc là thầy cũng có thể gửi cái mẫu này cho các em xem. Rồi phần trình bày về header và footer. Thì header thì có hai phần. Đây là mà tên trường bên trái. À, số trang á, thì chúng ta sẽ canh bên phải ha. À, và footer thì chúng ta sẽ ghi là tên đề tài và được đặt ở phía dưới bên trái chân trái ha. À, nên có cái đường kẻ ngăn cách giữa header và footer với phần nội dung. Rồi, à, một số điểm mà chúng ta cần chú ý trong cách trình bày và báo cáo. À, các em nên trình bày là phải có tên giáo viên hướng dẫn ha. À, cái này thì các em trình bày để cho nó thực sự thôi. Rồi, chú ý là trong phần bài báo cáo chúng ta làm xong á, chúng ta phải dò lại các lỗi chính tả. Nó phải có cái phần đầu là cái phần mục lục ha, để chúng ta follow, chúng ta theo dõi xuyên suốt cái thành phần nội dung của cái bài trình bày của chúng ta. Và cái phần đầu phần mục lục này á, chúng ta nên đánh dấu bằng các chữ số La Mã ha. Đánh số trang bằng các chữ số La Số trang của các phần nội dung á, thì chúng ta sẽ đánh số bình thường ha. Còn phần mục lục này thì chúng ta sẽ đánh số trang bằng các chữ số La Mã. Rồi, chúng ta sẽ bỏ đi các dấu chấm, dấu phẩy, các từ thải ha, một số cái ký tự như là một số cái câu, cái ngữ nghĩa nó không phù hợp ha. Rồi chúng ta nên canh lề theo kiểu giãn đều hai bên và justify line ha, để đặt cái phần nội dung nó nằm ở giữa cái bài trình bày của chúng ta. Rồi, đó là những cái lưu ý hay là những cái cách thức để chúng ta trình bày bài báo cáo. Và tuần này thầy sẽ gửi lại cho các em xem ha. Các em có cái câu hỏi hay là có thắc mắc gì trong cái phần mở đầu này không? Dạ thầy ơi, Ừ. thầy có thể demo cho em cái nội dung báo cáo được không thầy? Chứ nói thiệt với thầy là em cũng còn mơ hồ lắm, không biết những cái bạn còn lại sao, chứ em vẫn chưa hình dung được là mình sẽ làm thứ gì. Là mình sẽ thiết kế ra một phần mềm, sau đó là mình sẽ vẽ những cái sơ đồ use case rồi nó na ná với lại công nghệ phần mềm đó thầy. Đúng rồi, đúng. Thầy nhắc luôn là môn công nghệ phần mềm thì chúng ta sẽ đi qua các giai đoạn thiết kế phần mềm. Dạ. Thì nó bao gồm các thành phần đầy đủ các giai đoạn luôn ha. Nhưng mà chúng ta sẽ đi ở ngoài thôi, chúng ta không có đi chi tiết bên trong. Chúng ta sẽ tới cái mức mà chúng ta thiết kế use case và chúng ta thiết kế bản dữ liệu ha. Còn ở trong cái môn phần phân tích và thiết kế hệ thống của mình á, thì các em sẽ chú trọng vào cái giai đoạn phân tích và thiết kế. Là các em đã hình thành được các yêu cầu, các use case từ cái môn học công nghệ phần mềm rồi đúng không? Thì các em sẽ đi chi tiết hóa về các cái lược đồ
cái lượng đồ đó là các cái chi tiết hóa về các cách thức em thực hiện các bước trong phần mềm, và cái quy trình đó là cái flow của em đi ở bên trong chi tiết hóa các logic ở trong cái chức năng mà các em thực hiện bằng cách diễn đạt bằng các phần mềm như là bằng cách diễn đạt bằng các sơ đồ như là sơ đồ hoạt động này, sơ đồ tuần tự à, hay là sơ đồ giao tiếp mà hình thành nên các sơ đồ class này ha, các lược đồ á. Dạ thầy ơi, có nghĩa là cái này là mình sẽ đi chia vô chi tiết hóa theo cái kiểu là vẽ các cái sơ đồ flowchart hay là BBMM đúng không này? BVMM, chúng ta sẽ thiết kế theo cái sơ đồ UML á, là có một số dạng cái sơ đồ để chúng ta phân tích về những đối tượng ha. Chúng ta sẽ đi đi sâu vào cái dạng phân tích về thiết kế. Thầy Chúng ơi, ta hiện sẽ hiện tại là em đang có một cái bản sơ đồ luôn, em muốn thầy xem qua thử coi coi có phù hợp ý thầy không được không ạ. Bây giờ em sẽ chia sẻ màn hình thầy xem giúp em. Rồi em sẽ đi. Dạ, em xin phép chia sẻ màn hình. Nó không cho chia sẻ ta. Không cho xe hả? À đây, đúng nhầm. Giờ thầy thấy màn hình em chưa? À, thầy Dạ, em có cái sơ đồ để phân tích thấy cái luồng dữ liệu như vậy thì có đúng như vậy. Em sử dụng sơ đồ của DFD thầy. Thầy thầy mình thầy đã thầy, ra thầy. ra. Em phân tích đây là một phần chức năng của cái project công nghệ phần mềm cũ của em á, em vẽ cái sơ đồ luôn vậy là đúng đúng chưa thầy, đúng đúng theo cái Đây ý đây tưởng thầy. đúng không? Không, cái sơ đồ luồng dữ liệu này á, là chúng ta sẽ hình thành ở mức khái niệm thôi, còn chúng ta sẽ đi vào chi tiết hóa nó sẽ tuần tự các bước như thế nào. Cái này là em không thấy cái thứ tự nó đi đúng không, Dạ, nhưng em đi vào phân tích. có em cái trước khi vẽ sơ đồ này hình như là em có cái phần phân tích ở trên nữa, em nhớ còn Ừ, có thì phần phân cái tích này thì trên đó. em thiết kế ra được cái kịch bản này này, cái kịch bản của cái use case đó, thì em sẽ chuyển đổi nó qua. Hình như đây này, đây là luồng dữ liệu, cái này là bản, cái này là em có hai đồ, cái này là đây là sơ đồ luồng của cả hệ thống, còn đây là sơ đồ luồng của từng từng chức năng, là đây nó phân tích theo từng luồng đi này có đúng không? Đúng rồi, cái này Cái này thì mới cái phân sơ tích đồ này riêng thì chức nó năng. chỉ là mức khái niệm thôi. Ừ, thì em sẽ chuyển đổi cái sơ đồ luôn này á qua sơ đồ tuần tự hoặc là sơ đồ giao tiếp, là nó sẽ thể hiện rõ cái chi tiết của các bước của các em thực hiện. Hiểu với thầy không? Phát triển thêm Chúng một ta cái sẽ chi có tiết. một số trường học, ừ, để chúng ta để học để phân tích về cái sơ đồ này, thì các em sẽ chuyển đổi từ cái lược đồ này qua cái lược đồ bên kia. Em cảm ơn. Chúng ta Vậy là môn này quan trọng báo cáo hơn đúng không thầy? môn này thì thầy nghĩ là báo cáo nó cũng quan Trời ơi, cái chương trình mình chạy là ứng dụng di động, ứng dụng desktop hay là web hay là À, cái gì? thì thầy không giới hạn, các em muốn nó làm đề tài nào cũng được, các em có thể sử dụng bất cứ công nghệ nào cũng được hết, quan trọng là chúng ta có thể phân tích và thiết kế được cái hệ thống rồi chúng ta hiện thực cái hệ thống nó hóa nó lên đúng như các yêu cầu chức năng. Trong này thì chúng ta
chú trọng vào cái việc mà chúng ta sẽ hình thành, chúng ta sẽ phân tích ra cái sơ đồ á, chúng ta vẽ đúng cái sơ đồ đó thì chúng ta hiện thực cái phần mềm nó mới đúng. Giống như là mình muốn xây nhà đúng không, thì mình có một cái bản vẽ chi tiết về cái ngôi nhà, bản vẽ về thiết kế ha, bề móng rồi cấu trúc ngôi nhà làm sao, thì xây bằng cái vật liệu gì, rồi cấu trúc nó cấu thành sao, thì chúng ta sẽ đi phân tích cụ thể thành phần vậy đó. Giống như chúng ta hình thành một cái bản vẽ kết cấu của một ngôi nhà, giống như ta xây phần móng trước rồi chúng ta mới xây cái nhà lên, rồi tính toán cái kết cấu của ngôi nhà ha. Nhưng mà chúng ta làm về phần mềm thì nó cũng tương tự vậy, nhưng mà chúng ta biểu diễn theo một cái cách thức khác thôi. Thì trong thông qua mấy cái chuyên học chúng ta thì chúng ta sẽ biết cách phân tích đó thôi. Rồi nha, các em cứ suy nghĩ xem mình có thích cái cách báo cáo nào, hoặc là chúng ta báo cáo cuối kỳ, hoặc là chúng ta sẽ thi lý thuyết. Làm đồ án đi cho nó khỏe, cuối kỳ khỏi khỏi phải học. Cuối kỳ họ phải học bài đúng không? Thì thầy vẫn thích làm đồ án, thì cho các em vừa làm đồ án thì mình vừa có kinh nghiệm, mình làm luôn ha. Còn tại vì môn học này là môn lý thuyết, các em tìm hiểu lý thuyết không thì nó cũng hơi chán, tại vì sau này đi làm thì các em cũng đọc được một số cái sơ đồ phân tích thiết kế của người ta để các em hiện thực hóa lên phần mềm. Thì chúng ta áp dụng trước đó, thì chúng ta sẽ có cái bài học kinh nghiệm hơn, cách thức làm quen hơn ha. Thì nếu mà làm bài báo cáo cuối kỳ thì chúng ta cũng như môn học trước thôi, chúng ta sẽ làm cái phần nội dung thì chúng ta sẽ nộp ở cuối giữa kỳ, rồi cái phần báo cáo chúng ta sẽ làm ở cuối kỳ ha, sẽ báo cáo. Và nếu lớp mình đông quá thì thầy xin báo cáo sớm để kết thúc môn sớm ha. Bên mình có cái đàn buộc là phải tới kỳ thi thì mình mới được đi báo cáo. Các em muốn nghỉ một tí hay là mình đi vào phần tiếp theo luôn? Thầy ơi, có tài liệu thầy gửi ở đâu vậy thầy? Tài liệu thì thầy up lên trên này luôn nè. Up lên trên cái lớp của mình luôn á. Nhưng mà thầy chưa up thì hôm nay thầy sẽ gửi tài liệu lên đây. Các em sẽ lên đây lấy về luôn ha. Dạ, với lại... thầy để cho tụi em vô thành viên thầy, chứ giờ như là không ai chat được sao? À, thầy chưa add được cái này để thầy add lại. Thầy thêm vô đấy thì em có gì thì em chat cho nó tiện hơn. À rồi. Thầy sáng giờ thầy muốn thử cái này cũng chưa được.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên là chúng ta sẽ ôn tập về cái hướng đối tượng nghe. Các em thấy màn hình thầy chưa ta? Dạ em chưa thấy thầy. Chưa thấy luôn. Ủa thế vậy là có ra chơi không thầy? À, chơi chơi hả? Thì hôm nay chắc thầy đi qua cái chương đầu tiên này, cái phân tập về hướng đối tượng này tí thì chúng ta nghỉ ha. Bởi vì thầy có một cái buổi hội thảo sáng hôm nay. Thì chắc đi nhanh qua rồi lớp mình nghỉ sớm. Dạ vâng ạ. Rồi các em thấy màn hình thầy chưa ta? Rồi rồi nha. Rồi rồi, chúng ta đi ôn lại một số khái niệm về hướng đối tượng ha. Thì trong cái tài liệu, cái phần tài liệu tham khảo á, thì các em có thể tìm cái tài liệu này về phân tích cái hướng đối tượng và thiết kế với UML 2.0 ha. Đây là một cái tài liệu của cái tập đoàn IBM. Bài phần mềm ha. Rồi chúng ta nhắc lại về hướng đối tượng. Hướng đối tượng thì chúng ta có hai cái khái niệm, hai cái ký hiệu ha. Một cái ký hiệu bên tay trái này á, nó sẽ là một cái ký hiệu đơn giản ha. Nó chỉ bao gồm một cái tên lớp thôi. Nó sẽ là một cái hình chữ nhật. Chỉ bao gồm cái tên lớp. Rồi bên phải này á thì nó chi tiết hóa hơn. Nó có ba cái khung chia cắt. Cắt ra thành ba cái thành phần ha. Phần đầu tiên ở trên á nó là tên lớp, phần ở giữa là các thuộc tính ha của lớp này, rồi phần cuối cùng á nó là các nhận thức, các hành động, các hành vi ha. Đó là cái biểu diễn của lớp. Rồi cái thuộc tính truy cập public protected hay private thì chúng ta thấy rằng này, cái thuộc tính là nhận thức tính hay là phân tích public á, nó được ký hiệu á, là bằng cái dấu cộng trước ha, nó nằm trong lớp nhưng mà nó ký hiệu là dấu cộng là cái chỉ cái thuộc tính phân tích là public. Rồi cái thuộc tính mà phân tích của cái việc á thì nó sẽ có cái dấu, có cái ký hiệu biểu diễn của nó là cái dấu thăng trước ha. Rồi cái thuộc tính hay là phân tích có phạm vi là private á thì nó sẽ có cái ký hiệu biểu diễn của nó đó, là cái dấu trừ trước ha. Rồi chúng ta cùng xem xét cái thuộc tính, các phương thức trong cái lớp của chúng ta. Chúng ta có một cái thuộc tính là private này, nó được biểu diễn bằng cái dấu trừ trước này. Rồi thuộc tính của cái tiệp thì nó được biểu diễn bằng dấu thăng trước ha. Đây là cái cách thức mà chúng ta biểu diễn để cho chúng ta có thể tham chiếu các thuộc tính hành vi hay là phạm vi truy cập cái scope của nó ha. Rồi tương tự như là các phương thức hay là các hành động thì chúng ta có cái cách biểu diễn của từng cái phương thức theo từng cái ký hiệu này, public này, protected, private ha. Rồi chúng ta sẽ xem xét cái hình này về phương thức public. Thì trong cái hình này á, chúng ta thấy này, cái phạm vi nào nó nằm ở bên ngoài càng nhiều á thì nó sẽ bao phủ hết cái thành phần bên trong ha, nó phạm vi nó rộng lớn hơn, nó sẽ truy cập vào bên tất cả bên trong. Rồi càng ở trong á thì cái tính bảo mật hay là cái tính mà tổng hóa của cái đối tượng đó nó càng thấp hơn, nó có cái phạm vi rất là ít ha. Cái vùng màu cam này này nó là cái phương thức private này. Phương thức private là gì thì nó chỉ được truy cập trong cái phạm vi của cái lớp nó thôi ha. Rồi phương thức protected thì nó sẽ ở ngoài hơn một tí, nó bao phủ hơn, nó bao phủ cả cái vùng màu cam ở trong này.
thì nó có khả năng là truy cập ở cái lớp mà nó kế thừa này, hoặc là cái lớp chính nó. Rồi, và phương thức public á, các em thấy nó ở ngoài cùng này, nó bao phủ hết hai phần bên trong, là nó truy cập được tất cả các phần bên trong. Thì nó có cái scope của nó, cái phạm vi của nó là rộng nhất ha. Rồi, tay tiếp hay là tầm vật, thì gọi là tầm vật đó ha, là nó sẽ xác định cái số lượng thể hiện của các thuộc tính hay là cái phương thức. Rồi, nó sẽ sử dụng chung cho các đối tượng. Nếu mà sử dụng cái thuộc tính hay là cái từ khóa static này nè, chúng ta sẽ biết được cái thuộc tính hành vi của đối tượng hay là cái lớp đối tượng này, nó được tham chiếu, nó được sử dụng cho tất cả ha. Rồi trong cái class student này các em thấy nè, nó có cái thuộc tính đều là static hết ha. Rồi, cái dấu gạch dưới này á, nó biểu diễn cho cái thuộc tính là static này. Đây là các ký hiệu ha, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn ở phần sau ha. Rồi, tương tự với lại cái phương thức static, nó sẽ biểu diễn bằng cái underline, là cái gạch trên ở dưới ha. Rồi, nó thể hiện dưới. Đây, trong một cái lát á, thì chúng ta sẽ có các quy ước về cái phần mà tên lát này. Nếu mà tên lát này á, nó được viết bình thường á, thì chúng ta sẽ hiểu nó như là một cái class bình thường thôi. Rồi, class mà tên class mà được thiên nhiên á, thì chúng ta sẽ hiểu đó là cái class thuần ảo hay là cái interface. Interface là cái class mà chúng ta được định nghĩa ra để chúng ta sẽ khai báo những cái hành động ha. Mà các lớp mà kế thừa nó thì nó phải thực hiện thực cái hành động này. Thì hiện thực hóa ha. Đây là các lớp thuần ảo á, nó sẽ không được tạo ra cái thể hiện từ cái lớp này, mà nó chỉ định nghĩa ra các phương thức, cái hàm hành vi thôi. Rồi, phần gạch dưới, gạch chân á, như chúng ta vừa nói á, thì nó là các object ha, nó không phải là các class. Rồi, tiếp theo cái phần thuộc tính, tính thì nó cũng có cái tính trực tiếp theo bình thường này. Nó là biểu diễn cái thuộc tính bình thường thôi. Thiên nhiên á, thì nó là cái thuộc tính không được sử dụng ha. Có thể là người ta sẽ định nghĩa ra trước, nhưng mà người ta không có dùng nó, nên người ta sẽ viết là thiên nhiên. Và thuộc tính là thuộc tính giống như là chúng ta sẽ khai báo thôi, nhưng mà khi sử dụng là không sử dụng ha. Rồi thuộc tính mà nó được đặt dưới, thì chúng ta sẽ xác định đó là cái thuộc tính static ha. Tương tự với lại các phương thức, thì nó cũng có phương thức là viết bình thường và phương thức bình thường ha. Rồi, phần in nhiên là các phương thức thuần ảo. Phương thức thuần ảo là chúng ta sẽ không có hiện thực hóa cái hàm này, không có thực hiện logic gì ở trong cái phương thức này hết ha. Đó là phương thức mà thuần ảo, hoặc là các phương thức mà nó sẽ là phương thức khởi tạo ha, không có dữ liệu gì trả về ha. Rồi, phần phương thức mà có cái gạch dưới thì đó là các phương thức static ha. Và static là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái phần sau. Rồi, chúng ta cùng tìm hiểu một cái ví dụ để hiểu rõ hơn ha. Chúng ta thấy nè, trong cái class này, chúng ta thấy cái tên class này nè, class hình vẽ, nó sẽ viết cái chữ in nghiêng ha. Thì chúng ta sẽ biết được đây là cái một cái interface này, class thuần ảo này, interface, nó chỉ khai báo cái hàm thôi, nó không định nghĩa gì cái hàm này hết ha. Và các lớp kế thừa nó thì phải implement hay là thực hiện thực định nghĩa tất cả các cái phương thức cái hàm này. Đây, đây là cái biểu diễn về cái sự kế thừa của lớp, kế thừa của lớp hình vẽ ha. Lớp này là lớp bình thường này, cái thuộc tính của nó là protected ha, phạm vi truy cập là protected. Rồi, đây là cái hàm khởi tạo. Chúng ta có ba lớp là lớp tam giác nè, lớp tứ giác, phần ellipse ha. Rồi, trong mỗi cái lớp này á, chúng ta phải đi hiện thực hóa. Cụ thể
các cái phương thức mà chúng ta kế thừa từ cái interface này ha. Dạ. Rồi chúng ta có cái mối quan hệ nè. Rồi trong hướng đối tượng á, thì một cái tính chất mà quan trọng, khá quan trọng nhất đó ha, là cái tính quan hệ kế thừa. À, chúng ta cùng xem xét một quan hệ kế thừa ha. Cái class A nè. Rồi class B. Class B nó, các em chú ý cái quan hệ nó được xác lập quan hệ là bằng cái biểu diễn là bằng một cái đường thẳng nè, có dấu mũi tên tới cái lớp lớp bay ha, hay là lớp cha của nó đó, lớp lớp kế thừa này, kế thừa cái lớp cha của nó này đó. Chúng ta sẽ định này, lớp D là kế thừa từ lớp A ha. Rồi à, lớp D á, cái lớp D này này, nó là một trường hợp đặc biệt của lớp A. Tại sao nói như vậy? Thì sở dĩ thì cái lớp B á, kế thừa từ cái lớp A này, nó có tất cả các thuộc tính này và các hành vi hay là các phương thức của lớp A ha, và nó sẽ bổ sung thêm một số cái tính chất đặc biệt hay là mở rộng thêm từ của nó ha. Thì lớp B này là một trường hợp đặc biệt của lớp A. Ví dụ thầy lấy ví dụ đi, là lớp lớp phương tiện đi ha, phương tiện giao thông thì chúng ta có là xe hơi cũng là phương tiện giao thông ha, nhưng mà đặc biệt hơn á là nó có phương tiện này này, nó có cái thuộc tính đặc biệt hơn á là nó có nhà sản xuất ha, rồi nó có chạy bằng động cơ xăng ha, hoặc là động cơ dầu hay là cái gì đó, thì nó có cái công nghệ tích hợp gì đó, nó hiện đại hơn, thì nó là một trường hợp đặc biệt của lớp A ha. Rồi hay người ta nói cái khác á, cái lớp A là trường hợp tổng quát hóa của lớp B, tại vì lớp A nó có chứa cái thuộc tính hành vi chung nhất, thuộc tính chung á của lớp B này ha, thì lớp A là trường hợp tổng quát hóa của lớp B. Trường hợp ngược lại, lớp B là một trường hợp đặc biệt của lớp A và lớp B kế thừa từ lớp A đó. Cái đó là quan hệ kế thừa ha. Rồi cách mà chúng ta định nghĩa một cái quan hệ kế thừa, quan hệ kế thừa á thì nó sẽ có mối quan hệ là một ha. Chúng ta lấy ví dụ này, một học sinh nó là một con người. Đây, trong cái hình biểu diễn đây, lớp học sinh này nó kế thừa từ lớp con người, và lớp giáo viên cũng kế thừa từ lớp con người. Rồi chúng ta có cái định nghĩa hay là cái giả thuyết này, tất cả các học sinh đều là con người, đúng ha, tất cả các học sinh này nó đều là thể hiện của lớp con người hết ha, và một số người là không phải là học sinh, thì điều này cũng đúng luôn ha. Ví dụ như là giáo viên thì không phải là học sinh, thì là một số người không phải là học sinh, một số người này thuộc học sinh, một số người này thuộc giáo viên. Từ từ đó chúng ta mới rút ra một kết luận này, là các lớp học sinh này nó nên được kế thừa từ cái lớp người ha. Rồi tương tự với cái lớp giáo viên thì chúng ta nói là giáo viên là một con người, hoàn toàn chính xác ha, tại giáo viên kế thừa từ lớp con người nên là giáo viên là một con người. Rồi chúng ta có cái định nghĩa này, cái giả thuyết này, tất cả các giáo viên là con người. Rồi tất cả các giáo viên đều là người ha. Rồi một số người thì không phải là giáo viên, đúng ha, một số người có thể là học sinh, hay là chúng ta có thể một cái thừa khác như là công nhân hay là nhân viên gì đó, thì một số người này không phải là cái người này, có thể là thuộc nhóm học sinh, có thể thuộc nhóm giáo viên, hoặc có thể thuộc nhóm nhân viên ha. Thì từ đó chúng ta có kết luận á, là hình thành á, cái mối quan hệ kế thừa thì giáo viên, lớp giáo viên nó sẽ là kế thừa từ cái lớp con người này ha. Đó là cái định nghĩa về cái mối quan hệ kế thừa.
là cách thức định nghĩa một cái quan hệ giả thừa của chúng ta ha. Chúng ta đi qua cái giả thuyết này để chúng ta rút ra cái kết luận. Và tương tự như vậy thì chúng ta cũng có các mối quan hệ giả thừa về phương tiện này, xe hơi. Xe hơi thì nó có cái hãng sản xuất giả thừa từ Toyota này, giả thừa từ Ford này, thì ta cũng nói rằng tất cả cái xe Ford này nó đều thuộc vào lớp xe hơi ha. Nó đều là xe hơi. Và một số cái xe này này nó là thuộc hãng Toyota hoặc là thuộc hãng Ford ha. Thì chúng ta mới nói là cái xe, cái hãng Ford, hãng xe hơi Ford này nó là kế thừa từ cái lớp xe hơi ha. Tương tự với lại Toyota nó cũng vậy. Rồi, ở đây chúng ta xem xét một cái sự kế thừa của một cái lớp hình hào. Ở đây chúng ta có một cái lớp hình này, ba cái lớp kế thừa nó bao gồm các lớp hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật ha. Rồi, thì chúng ta cũng có các cái định nghĩa tương tự thôi. Thì chúng ta có thể là nói này, lớp hình tam giác này hoặc một lớp hình chữ nhật này nó đều là một lớp hình học, là chính xác ha. Hay là một hình học á, nó có thể là không phải là hình vuông, nó có thể thuộc về hình, nó không thể là hình chữ nhật thì nó thuộc về hình tam giác hoặc là hình tròn ha. Thì các cách thức định nghĩa nó tương tự để hình thành nên một cái mối quan hệ về kế thừa, nó là một ha, hình tròn là một cái hình, hình tam giác cũng là một cái hình, hình chữ nhật cũng là một cái hình ha. Thì cái đó là cái cách thức định nghĩa. Rồi tiếp theo, ở đây thì các em thấy là nó phân rẽ ra một cái cách thức sâu hơn, phân rẽ một cái từ đối tượng tổng quát thì nó phân rẽ ra thành cái đối tượng con, hình thành cái khái quát hóa ha. Ví dụ như ở đây chúng ta có lớp hình học nè, học thì nó có con, kế thừa của nó là lớp hình tròn hay là đa giác polygon ha, là lớp đa giác. Cái lớp đa giác này thì nó lại được kế thừa từ cái giác, kế thừa từ cái lớp đa giác, hoặc là hình chữ nhật kế thừa từ đa giác. Thì các định nghĩa thì nó cũng như nhau, chúng ta có thể định nghĩa là hình đa giác, hình hình chữ nhật là một hình đa giác, chính xác ha. Rồi hình tam giác cũng là một hình đa giác, thì cái này điều này cũng đúng luôn. Thì có thể là một cái hình đa giác này này, nó có thể là không phải là hình chữ nhật nếu nó là hình tam giác, hoặc là nó là không phải là hình tam giác thì nó thuộc hình, có thể là nó là hình chữ nhật ha. Thì chúng ta nói là quan hệ kế thừa hình tam giác kế thừa từ hình đa giác hoặc là hình tứ, hình chữ nhật kế thừa từ cái lớp hình đa giác này. Cái đó là cái định nghĩa ha. Rồi, rồi một cái mối quan hệ, cái lại mối quan hệ giữa student và teacher. Xem xét thử coi teacher nó có phải là kế thừa từ student hay không. Rồi chúng ta đặt câu hỏi này, một student có phải là một teacher hay không? Thì chúng ta sẽ có một cái giả thuyết á, là tất cả các teacher này đều là student. Thì cái này giả thuyết này là sai nha. Giáo viên, tất cả giáo viên đều là học sinh. Cái này là không đúng ha. Tại vì sao? Tại vì giáo viên thì có một số người là không có đi học nên là không phải là học sinh. Nếu trường hợp họ là học sinh á, thì chỉ khi mà họ vừa đi dạy một vừa đi học thêm hay học lên cao gì đó, họ mới là student. Thì cái điều này không đúng, nên là chúng ta rút ra một kết luận á, là lớp giáo viên này không nên kế thừa từ cái lớp học sinh ha. Thì cái đó là cái cách thức định nghĩa một cái kế thừa. Chúng ta sẽ xem xét cái giả thuyết. Rồi, cùng luyện tập. Thì các em sẽ
xem xét các mối quan hệ dưới đây có phải là quan hệ kế thừa hay không. Quan hệ về xe ba bánh, xe bốn bánh, quan hệ giữa lớp học và sinh viên và lớp trưởng, giáo vụ và giáo viên, hình vuông và hình tròn, tam giác cân và tam giác đều, tam giác cân và tam giác vuông, tam giác cân và tam giác vuông cân. Thì em suy nghĩ cho coi cái nào có quan hệ kế thừa. Rồi, cái ví dụ đầu tiên ha, thì xe ba bánh và xe bốn bánh, thì có bạn nào phát biểu cái quan hệ này là kế thừa hay là không kế thừa cho bạn không? Không kế thừa, ngang hàng. Ừ, tại sao? Người ta từ kế thừa từ lớp xe rồi, chứ nó, hai tụi nó là ngang hàng nhau. Tại vì ở đây người ta nói là ba bánh với bốn bánh á. Đúng rồi, vài bánh hay bốn bánh đều là xe, nhưng mà nó là chỉ nó là ngang hàng nhau chứ nó không thể trước nhau. Thì nó em thấy xe ba bánh với xe bốn bánh, thì xe bốn bánh nó có kế thừa được cái gì xe ba bánh không? Kế thừa là nó là xe thôi. Kế thừa là xe rồi hả? Là nó chung lớp xe ở ngoài đúng không? Đúng rồi. Ở đây cái quan hệ này nó cũng rõ ràng ha. Xe 4 bánh cũng có 3 bánh mà thầy. Đúng rồi, thầy muốn nói cái trường hợp đó. Xe 3 bánh thì nó đã có 3 bánh rồi. Xe 4 bánh thì nó kế thừa 3 cái bánh đó, nó có thêm 1 cái bánh nữa. Đúng không? Đó là nó chỉ thừa một cái biến số lượng bánh cái đầu. Nó là kế thừa luôn là của lớp xe bên ngoài. Đúng rồi, là một lớp xe bên ngoài. Nhưng mà nó có thiết kế thừa cái thuộc tính đó, các phương thức bên trong nữa. Thì cái trường hợp này nó không có rõ ràng lắm. Thực ra là cái quan hệ này nó kế thừa từ lớp xe thôi ha. Ba bánh với bốn bánh thì xe ba bánh với xe bốn bánh thì cấu trúc nó đã khác nhau rồi. Xe ba bánh mà xe bốn bánh mà chỉ có ba bánh thì chạy cũng không được ha. Rồi tiếp theo tới cái ví dụ về lớp học và sinh viên, có mối quan hệ không các em? Mối quan hệ kế thừa ạ? Không phải. Ừ đúng rồi, là cái lớp học này với cái sinh viên này thì nó là hai cái đối tượng, hai thực thể khác nhau ha, nó không có chung cái thuộc tính gì hết. Nếu mà quan hệ trong cơ sở liệu thì chúng ta có một quan hệ là học sinh và sinh viên, thì nó một lớp học có nhiều sinh viên thôi ha. Còn ở đây cái thuộc tính mà sinh viên mà kế thừa từ lớp học thì nó sinh viên là con người, còn lớp học là một cái đối tượng thực thể ha, nó không có liên quan với nhau. Rồi ở đây là sinh viên và lớp trưởng, nó có quan hệ kế thừa không? Có đúng không? Thì lớp trưởng cũng là một sinh viên ha, nhưng mà lớp trưởng thì có vai trò là lớp trưởng ha. Rồi tiếp theo tới giáo vụ và giáo viên, giáo vụ và giáo viên có quan hệ kế thừa không nghe? Giáo vụ là không giáo rõ, vụ không là rồi. Giáo vụ là gì vậy? Ừ, giáo vụ là người thực hiện cái công tác mà cũng công tác mà phục vụ cho trường luôn á, nhưng mà họ làm bên cái mảng không phải giảng dạy. Lại có thể còn không, có thể không phải là giáo viên, có thể không phải là giáo viên, có nghĩa là giáo là... vụ, giáo vụ không. Là giáo viên vậy nên nó khác nhau, nó thuộc hai mảng khác nhau, nó cùng kế thừa lại là cán bộ nhân viên nhà trường thôi. Có thể là nó có cái quan hệ kể thừa ấy. Thì vì giáo vụ á, mà người ta có thể giảng dạy một cái môn nào á, thì người ta vẫn là giáo viên. Được không? Người ta làm công tác cho trường, nhưng mà người ta cũng có giảng dạy nữa, thì cũng là thuộc cái nghiệp vụ là giáo dục đúng không? Thì giáo viên họ có thể đứng lớp này, rồi họ có thể dạy thêm một số môn học, thì có thể là cũng có mối quan hệ kế thừa. Có thể nói là em lên mình này.
không implement thì nó kế thừa luôn á, thì thực hiện là giáo vụ là cũng thực hiện nhiệm vụ là công tác là giáo dục, nó cũng thuộc một một cái tổ chức chung đó. Giáo vụ này người ta cũng định nghĩa là có cái thực tính này, ví dụ như là tên này, rồi ngày sinh, địa chỉ gì đó, cái thông tin của một cái người nào đó, lại cái nhiệm vụ của họ nữa, cái chức năng đó, vai trò. Còn giáo viên thì nó có nhiều cái thuộc tính hơn, là nó có thể là dạy được một cái lớp nào đó, môn học nào đó. Rồi tiếp theo chúng ta xác định cái quan hệ về hình vuông và hình tròn, nó có quan hệ kế thừa không các em? Không. Không đúng không? Tại vì hình vuông hình tròn thì nó không có tính chất chung gì hết, nó không có kế thừa được cái thành phần nào hết ha. Nó chỉ kế thừa chung một cái lớp hình thôi. Rồi. Tam giác cân và tam giác đều. Có rồi. Có. Đúng rồi. Có đúng không? Tam giác cân là nó có hai cạnh bằng nhau. Còn tam giác đều thì nó có ba cạnh bằng nhau ha. Thì nó là quan hệ kế thừa. Nó đã có hai cạnh bằng nhau rồi. Thêm một góc là 60 độ nữa thôi thì nó là tam giác đều ha. Rồi. À, tam giác cân và tam giác vuông. Không à, không liên quan. Ừ. Có chứ. Tam giác cân và này nó thật ra nó vẫn có đó. Có vuông cân nha. Vuông cân bên dưới. Cân là bên dưới. Bên dưới nhưng mà tam giác vuông vẫn có tam giác cân. Chỉ có trường hợp nó mới đụng với nhau chứ đa số nó không có đụng nhau đâu. Cũng có thể là nó kế thừa, nhưng mà nó kế thừa cái thuộc tính này nó bị rời rạc, nó không có nhiều ha. Nếu mà một trường hợp duy nhất. Đúng rồi, một trường hợp duy nhất. Nó là tam giác vuông cân luôn. Thì cái mệnh đề ở dưới là đúng ha. Tam giác cân và tam giác vuông cân. Tam giác cân nó có thêm một góc vuông nữa. Thì nó là tam giác vuông cân. Đó, đó là các ví dụ về cái quan hệ kế thừa ha. Rồi. À, ở đây cái thuộc tính kế thừa, chúng ta có quan hệ kế thừa thì chúng ta có cái thuộc tính mà kế thừa từ cái lớp cha với lớp con. Thì hình vuông và hình chữ nhật, thì các em thấy cái thuộc tính kế thừa của nó là cái gì? Vuông góc vuông. Đúng rồi. Thuộc tính là vuông góc vuông đó. Rồi, hình tròn và hình ellipse. Ellipse nó có bán kính dọc và bán kính kính ngang. Cái gì? Đâu. Cái này. Đúng rồi. Cái đó là thuộc tính riêng, cái đó là thuộc tính riêng, không phải thuộc tính chung. Thuộc tính riêng của hình ellipse là nó có hai cái tiêu điểm ha. Còn hình tròn với hình ellipse nó có thuộc tính chung là gì? Để nó kế thừa từ hình tròn ra. Tâm. Hình ellipse kế thừa. Đúng rồi, nó có cái tâm. Rồi, hình đa giác và hình chữ nhật. Nó có thuộc tính kế thừa gì? Cạnh. Cạnh nhiều cạnh. Đúng rồi, nhiều cạnh. Nó có nhiều cạnh, đúng rồi đó. Cái đó là cái thuộc tính kế thừa ha. Thì nó phải có cái thuộc tính kế thừa thì nó mới kế thừa, nó mới sử dụng lại của cái lớp cha, lớp bay của nó ha. Rồi. Rồi, mối quan hệ association. Hay là còn gọi là mối quan hệ liên kết ha. Rồi, người ta định nghĩa cái mối quan hệ liên kết này nè. Là chúng ta có một lớp A. Nó quan hệ liên kết với là một lớp B. Nó biểu diễn bằng một cái đường thẳng này nè ha. Và đây là mối quan hệ association. Thì người ta phát biểu á. Hoặc là nó là trong lớp A này nó có cái thuộc tính có kiểu là lớp B. Và chúng ta có thể định nghĩa một cái thuộc tính mà nó có cái kiểu là lớp B. Nó nằm trong cái lớp A này. Hoặc cái trường hợp ngược lại ha, đây là tương tác hai chiều, nên là cái thuộc tính ở trong lớp B này nè, nó được nghĩ một cái thuộc tính mà nó có kiểu là thuộc tính của lớp A, thì đây là chúng ta nói là mối quan hệ association ha. Rồi là chúng ta có một cái nhận xét để rút ra là về mặt lập trình, thì thuộc tính có thể được lưu trữ dưới dạng các biến đơn nè. Cái biến mảng là cái biến con tròn ha. Cái biến đơn này á, nó có kiểu dữ liệu là chữ
hành trị ha, còn cái phiên bản hay là biến nhân trỏ nó có dữ liệu hành chiếu, hành chiếu qua các đối tượng ha. Rồi rồi chúng ta sẽ xem xét cái ví dụ ha, như là thực hành. Chúng ta xem xét các cặp lớp sau nó có mối quan hệ association, là quan hệ liên kết với nhau hay không. Rồi quan hệ đầu tiên là quan hệ giữa lớp học và môn học. Lớp học và môn học nó có quan hệ liên kết với nhau không em? Dạ không ạ. Lớp học và môn học có chứ. Có. Ừ, nó lớp có học, mối quan hệ lớp học này, lớp học này nó có chứa đối, nó chứa thuộc tính đó. Một lớp học thì có một là nhiều môn học ha, thì lớp học này nó có chứa cái môn học ở trong cái lớp học, thì nên là nó có cái mối quan hệ là association giữa lớp học và môn học ha. Rồi tương tự như vậy thì lớp học và thủ phát biểu nó có mối quan hệ liên kết không nhỉ? Có thì có. Ừ, nó cũng tương tự với lại lớp học và môn học trên này thôi ha. Thì trong lớp học nó có, sẽ có thời khóa biểu. Thì lớp học sẽ liên kết với là thời khóa biểu nè. Rồi. Trong lớp học á, nó định nghĩa một cái biến ha, hay là một cái thuộc tính á, là thời khóa biểu. Thì nó liên kết qua cái thời khóa biểu này. Thì đó là mối quan hệ liên kết. Rồi. Rồi, câu này. Laptop và desktop nó có mối quan hệ liên kết không? Này là kế thừa lắm này. Ừ, thằng này thì không có mối liên hệ kết ha. Chúng ta đang xét về mối quan hệ liên kết này. Laptop và desktop. Tại vì cái thành phần laptop này này nó không có bao gồm cái desktop trong này, hoặc là đáp desktop á, nó không bao gồm cái thuộc tính laptop trong này ha. Hai cái đối tượng này là hai cái thực thể mà nó riêng biệt, nó nằm cách rời nhau ha, nó không có thể liên kết gì được với nhau hết. Có thể là chúng ta sẽ có một cái màn hình monitor hay là gì đó, thì nó sẽ liên kết được với lại laptop hay là desktop này. Tại vì laptop cũng tương tác được với lại monitor, và desktop này nó cũng có thành phần monitor ha. Là cái màn hình của chúng ta á. Này là thiết bị ngoại vi ha. Còn hai đối tượng này thì nó sẽ không nằm, không bao giờ trong nhau. Nên nó không có mối quan hệ liên kết ha. Rồi. Cái mối quan hệ thứ hai là mối quan hệ aggregation, hay chúng ta gọi là mối quan hệ kết hợp. Đây chúng ta có một lớp A này, nó sẽ được kết hợp với lớp B. Chúng ta chú ý cái ký hiệu này, nó có một cái hình thoi nhưng mà nó rỗng. Đây là quan hệ aggregation ha, nó hướng tới cái lớp kết hợp. Rồi chúng ta sẽ định nghĩa này. À, mối quan hệ mà association á, mối quan hệ kết hợp á, được xác định là khi mà lớp A và lớp B nó đã có cái mối quan hệ là association á, là tìm điều kiện ha, thì nó đã liên kết được với nhau rồi. Rồi nó có thêm cái điều kiện ràng buộc nữa, thì trong object của lớp A này nó có chứa object của lớp B, và cái object này nó nằm ở trong cái phần thuộc tính ha. Chúng ta định khai báo cái thuộc tính này trong lớp này, nằm trong cái đối tượng của lớp kia. Rồi cái cách thức mà để chúng ta xác định là cái mối quan hệ aggregation đó ha, là object is của lớp A bị hủy đi thì object T của lớp B nằm bên trong cái object is này nó vẫn có thể tồn tại ha. Cái định nghĩa này nó hơi khó hiểu, tại vì nằm trong lòng trong thì các em đọc nó sẽ khó ha. Thì chúng ta xem thế nè, object is của lớp A và object y này nó liên quan gì với nhau. Object y này nó nằm bên trong của object x này ha. Nó là đối tượng con của object x này mà nó thuộc B. Từ khi mà hủy cái object x này đi thì object y này cũng không thể tồn tại ha. Rồi chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ. Ví dụ này, máy tính được tạo ra các bộ phận, bởi các bộ phận như là màn hình, ổ cứng, bàn phím ha.
thì cái thành phần class A bên này á, nó là máy tính nè. Rồi cái thành phần mà liên kết với nó á, là bao gồm các màn hình nè, ổ cứng, màn phím. Thì chúng ta mà tháo ra cái số cái thành phần ở trong này á, thành phần bên kia nó cũng không tồn tại ha. Rồi chúng ta sẽ đi xem xét một số cái ví dụ về các mối quan hệ application hay là quan hệ kết hợp ha. Rồi các em thấy lớp học và môn học nó có mối quan hệ kết hợp không? Các em chú ý là ở đây là nó vẫn có thể tồn tại ha. Ví dụ như chúng ta tháo cái màn hình này, cái ổ cứng, cái bàn phím của máy tính ra, thì cái thành phần này nó vẫn tồn tại một cách độc lập, nó là thể độc lập ha. Thì đó là quan hệ về kết hợp. Em xem xét lại cái này, lớp học và môn học. Rồi lớp học và môn học nó đầu tiên là nó phải có mối quan hệ liên kết với nhau trước đây này. Association trước ha. Rồi cái mối quan hệ lớp học này nè, nó được kết hợp với cái mối quan hệ môn học ha. Khi mà chúng ta loại bỏ cái môn học này ra khỏi lớp học á, thì môn học nó vẫn tồn tại độc lập ha. Môn học nó vẫn còn chứ nó không bị hủy đi. Rồi tương tự như vậy với lại cái lớp học và thầy có biểu, cái thầy có biểu mà sắp xếp cho cái lớp học này. Khi mà chúng ta bỏ cái thừa khóa biểu trong cái lớp học này ra ngoài, thì chúng ta sẽ có cái thừa khóa biểu trống của cái thời khoảng thời gian đó ha. Chúng ta sẽ bỏ vào một cái lớp học khác, nó vẫn tồn tại độc lập nên nó có mối quan hệ là application ha. Rồi một phần sinh viên đó kiến có mối quan hệ application không em? Câu này dễ mà. Không, mình không liên kết mà. Không liên kết hả? Rồi nó có liên kết chứ. Thì sinh viên nào mà bị cận ha, thì phải sử dụng mắt kiến. Nhưng mà khi bỏ mắt kiến ra thì sinh viên đó nó vẫn là sinh viên, thì mắt kiến thì nó vẫn là cái thực thể độc lập, nó tồn tại. Phần tài thì nó vẫn là nó thôi đúng không? Rồi. Này đâu, đâu phải sinh viên nào mà lớp kiến lắm này, sinh viên cận hay à? Gì rồi. Sinh viên mà bị cận á, thì họ phải sử dụng kiến, phải kết hợp với kiến đúng không? Còn nếu sinh viên không cận thì này? Không, cái này là giả dụ trường hợp cận thôi, hoặc là mắt kiến thì có nhiều loại, mắt kiến mát cũng được, hay mắt kiến không cận cũng được. Phải kết hợp, phải bỏ riêng ra thì nó vẫn là mắt kiến thôi. Vậy. Rồi. Phần tiếp theo là laptop và con người. Nó có mối quan hệ application không em? Đầu tiên thì mình xác định nó liên kết với nhau trước ha. Thì laptop nó có nằm trong cái thuộc tính của con người không? Nó có chứa con người không? Hoặc là con người nó có chứa laptop không? Thì ở đây thì cái điều kiện nó đã sai rồi ha. Laptop và con người thì nó không có liên kết gì với nhau được. Sao thầy em thấy nó không có rõ ràng lắm thầy? Sao là sinh viên mới kết, mới kiến nó lại là liên kết với nhau, còn laptop và con người là không? Không có đặt rồi lắm thầy. Thì cái chỗ này em đang thắc mắc đúng không? Đúng rồi. Nè, sinh viên này nó có thể sử dụng cái mắt kính này. Mắt kính là nó cũng là một vật dụng của sinh viên đúng không? Vậy, sinh viên có thể có mắt kính hay không, mà con người cũng có thể có laptop hay không mà thầy? Đúng rồi. Nếu mà xét theo cái trường hợp mà liên kết á, thì con người nó có thể sử dụng được cái laptop này đúng không? Nó liên kết được với nhau. Nhưng mà laptop, con người là bỏ laptop ra thì laptop cũng tồn tại độc lập đúng không?
thì nó vẫn có môn hệ relation, nó không có liên kết ràng buộc. Rồi về laptop và con người là có môn hệ affiliation ha. Rồi rồi giáo viên và bộ môn, nhưng mà vẫn chưa hiểu lắm này, thì nó phải có liên kết trước thì nó mới xếp tới độc lập cái đúng không này? Đúng rồi, nó phải có liên kết trước. Thì em nói nãy giờ là cái con người về laptop đâu có liên kết ràng buộc đâu, nó con người đâu cần một cái laptop đúng không này? Có thể có hay không mà? Ừ thì cái này là có hoặc không đó, thì nó là application thì em thấy cái quan hệ là nó không có mạnh, nó là quan hệ yếu thôi. Nó vẫn tồn tại độc lập khi mà bỏ ra khỏi cuộc sống con người này, nó không có xài laptop này nữa, nó vẫn tồn tại độc lập, laptop này nó không bị mất đi. Ở đây là thầy chia quan hệ là liên kết với nhau và theo hình thức sử dụng hay là theo hình thức thuộc tính của từng đối tượng? Đúng rồi, nó có hai dạng, một cái liên kết theo cái hình thức sử dụng và dạng là chúng ta sẽ liên kết theo cái thuộc tính của đối tượng. Vậy là thầy, nếu mà liên kết theo cái thuộc tính của đối tượng là được chia vào trường hợp là liên kết mạnh hay là liên kết yếu? Liên kết này là liên kết yếu, không phải liên kết mạnh. Chúng ta sẽ có một cái liên kết mạnh á, là liên kết composition, và chúng ta sẽ tìm hiểu cái slide tiếp theo á. Liên kết yếu là nó có thể bỏ ra ngoài cái đối tượng liên kết này, bỏ ra ngoài cái mối quan hệ liên kết thì nó vẫn tồn tại một cách độc lập. Dạ vâng. Em hiểu ý chỗ này không? Dạ rồi thầy. À, rồi. Dạ lát thầy có thể biểu diễn nó lên code thử không thầy? Ừ thì cái này mình demo lên code cũng được. Thì cái này là cái khái niệm để mình hình thành lên những cái bài toán để mình hiện thực trong chương trình. Cái này nó đang ở cái mặt khái niệm thôi. Chúng ta sẽ biểu diễn cái mối quan hệ liên kết này thôi trong cái đối tượng của mình ha. Rồi giáo viên và bộ môn thì các em thấy mối quan hệ nó là mối quan hệ kết hợp không? Có này. Ừ. Các em biết tại sao không? Bộ môn và giáo viên có thể độc lập với nhau nhưng mà nó cũng liên kết với nhau nữa. Đúng rồi, một giáo viên thì liên kết với một bộ môn ha. Một bộ môn nó có giáo viên giảng dạy. Nhưng mà bỏ cái giáo viên này ra khỏi bộ môn này thì họ vẫn là giáo viên thôi đúng không? Thì cái này nó có mối quan hệ application ha. Rồi chúng ta tìm hiểu về cái quan hệ tiếp theo, đó là quan hệ composition. Nó là quan hệ hợp thành. Đây là mỗi kiểu quan hệ mà liên kết mạnh này. Đó, chúng ta đã xác định được là lớp A và lớp B nó có mối quan hệ là association rồi ha. Rồi chúng ta sẽ có cái điều kiện rõ ràng hơn hay là điều kiện bắt buộc á, là trong object của lớp A này này nó có chứa, nó nằm trong phần thuộc tính của lớp B ha. Và chúng ta khi mà bỏ cái object của lớp A đi á thì object của lớp B, object Y á nó nằm trong B á thì nó cũng không thể tồn tại một cách độc lập được ha. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu cái ví dụ như sau. Thì đây là cái phần liên kết mạnh ha. Chúng ta, các em thấy nè, nó biểu diễn bằng một cái hình thoi mà nó có cái đặt ở trong nè. À, bên application thì chúng ta sẽ thấy nó rỗng. Còn ở đây thì trong cái composition á, chúng ta sẽ thấy nó đặt ha. Là mối quan hệ nó mạnh hơn. Rồi chúng ta lấy ví dụ này, ví dụ vấn đề quản lý hóa đơn bán hàng sẽ liên quan đến các hóa đơn là các order này ha, và các mặt hàng mà khách hàng đặt là nó là cái đối tượng order line, đối tượng order line này nằm trong đối tượng order ha.
Rồi. Mối quan hệ giữa order và order line á, nó là mối quan hệ kiểu hợp thành ha. Này, chúng ta thấy biểu diễn quan hệ hợp thành. Rồi. Các order line của một order đều thuộc về một order. Và nó không có ý nghĩa nào bên ngoài order đó. Là khách hàng đặt hàng thì nó sẽ vô cái giỏ hàng của chúng ta. Còn khi nào mà bỏ ra thì nó sẽ không thuộc về một đơn hàng nào hết. Rồi. Order thì nó có trách nhiệm hoàn toàn trong việc tạo, quản lý hay là xóa bất kỳ order line nào trong order đó ha. Thì đối tượng này là đối tượng quản lý nè. Đối tượng sẽ kiểm soát cái đối tượng mà nó sẽ thành nó ha. Rồi, đây là cái mối quan hệ hợp thành, nó có quan hệ là kiểu mạnh ha. Nếu mà bỏ ra ngoài thì cái thành phần này nó cũng bị mất đi rồi. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cặp lớp sau đây nó có mối quan hệ về composition hay không. Mối quan hệ về xe hơi và bánh xe thì em xem nó có quan hệ là hợp thành không? Thì có. Ừ, tại sao? Tại bởi bánh xe là một phần của xe hơi. Đúng rồi, đúng là loại bỏ ra ngoài. Bánh xe thì xe hơi chạy. Nó không chạy được đúng không? Đó, thì nó có mối quan hệ là mạnh nè. Bỏ đi là nó sẽ mất cái tính toàn vẹn của nó đúng không? Rồi. iPhone và pin iPhone. Dạ, có luôn. Đúng rồi, không tương tự như cái bánh xe. Pin iPhone có hoạt động như đúng rồi, nếu mà bỏ đi cái pin thì cái iPhone này nó không có hoạt động nữa ha. Rồi, thư mục và tập tin. Không rồi. Đúng rồi, thư mục và tập tin. À, tại vì chúng ta bỏ đặt pin đi thì thư mục nó vẫn là thư mục thôi. Rồi, cái ví dụ thứ tư là mainboard và kẹt màn hình onboard. Có. Dạ không ạ. À, tại sao? Có chứ. Không, không có onboard thì mình vẫn dùng kẹt rời được ạ. Kẹt rời thì vẫn phải gắn vào main mà. Nhưng mà nếu tháo kẹt rời ra luôn thì đâu chạy được nữa. Onboard phải luôn có. Người ta thường làm mấy kẹt onboard để cho tích hợp vô mainboard ha. Nếu mà bỏ ra thì có thể là nó sẽ bị hỏng, nó không có toàn vẹn, nó không có chạy được nữa ha. Rồi cái thành phần mà cái kẹt màn hình rời á, nó chỉ là một cái thành phần kết hợp thôi. Rồi, con người và trái tim. Không, không này. Ha? Người đâu còn trái tim đâu. Không cần. Con người mà không có trái tim thì sao sống được đúng không? Robot là bạn thật yêu thầy. Hả? Thì trái tim nó thuộc về con người á, nhưng mà bỏ trái tim ra con người đâu sống được đâu. Thì đây là mối quan hệ mạnh mà. Thì nó là phải là composition nhé đúng không? Rồi, tương tự với người và đầu. Không có đầu thì cũng không phải là người ha. Rồi. À, cái ví dụ cuối cùng của mình á là playlist và file MP3. Nó có mối quan hệ là composition không em? Playlist không cần file MP3, có thể có video cũng được. Ừ đúng rồi. Thì loại bỏ ra cái file MP3 thì nó vẫn có playlist đúng không? Nó vẫn có cái file tập tin file khác thì nó vẫn chạy được. Thì đây không phải là mối quan hệ mạnh, không phải là composition ha. Rồi, các em sẽ đi tìm hiểu về chiều của quan hệ nè. Về mối quan hệ liên kết, kết hợp hay hợp thành. Nó có chiều nè, nó có hướng mũi tên tới ha. À, nếu mà không có hướng mũi tên á, thì nó sẽ là quan hệ hai chiều, không phải mũi tên nè. Còn nó có mũi tên á, là nó mô hình một chiều. Và đa số các lời gọi hàm á, thì nó được gọi theo đúng chiều của quan hệ á. Thì nó gọi theo cái chiều mũi tên này nè ha. Đó. Ví dụ là hình tròn và tâm. Thì chúng ta biết được là cái hình tròn với cái tâm á, nó có một cái mối hệ từ tâm đi ra cái đường tròn ha. Nên là người ta có cái dấu mũi tên. Đó là chiều của quan hệ. Rồi.
chúng ta có quan hệ về cái bảng số, hay là chúng ta nói cái khái niệm là multiple state ha, hay là chúng ta có cái chỉ số là về chỉ số nhiều, về cái chỉ dấu nhiều này, ví dụ như là cái lớp A này nó có quan hệ kết hợp với lớp B này, thì nó có cái multiplicity này, là chúng ta có thể thấy này, một nhiều này, và chúng ta sẽ có thể đọc được này, là lớp A này nó được kết hợp cùng một hoặc nhiều lớp B, thì ngược lại là nó chỉ lớp B này được kết hợp cho một lớp A thôi. Rồi các ý nghĩa thì chúng ta theo cái chỉ dấu này ha, theo cái bảng số này chúng ta đọc, ví dụ như là chúng ta sẽ để là một này, hai, hay là cái số 1, số 2 này là cái quan hệ với cái số lượng cố định ha. Rồi, cái quan hệ mà nó có số lượng nhiều là một nhiều ở trong cái khoảng này, hoặc là không nhiều, chúng ta có thể hay là số lượng nhiều này thì chưa xác định thôi, nhưng mà nói chung là nó sẽ có cái chỉ dấu là nhiều, số lượng nó có thể là tùy biến ha. Rồi, hoặc là chúng ta có thể 1, 3, 5, 7, 9 gì đó, theo chỉ dấu theo cái kiểu số lẻ, hoặc là 2, 4, 6, 8. Chúng ta sẽ xác định nó theo cái số lượng ha, số chẵn hoặc là số lẻ. Thì cái cách thức đó là cách thức chúng ta sẽ quy định thôi, mô hình hóa nó như vậy. Rồi, cái phần luyện tập này là chúng ta sẽ vẽ cái bảng số hay là multiplicity cho các trường hợp sau giữa lớp học và giáo viên, đối tượng lớp học và đối tượng giáo viên chủ nhiệm nó có quan hệ chỉ số như thế nào, cái hướng của cái nó liên hệ làm sao, vợ và chồng, cha và con, họa sĩ và các tác phẩm, rồi các bác sĩ và các bệnh nhân. Thì cái phần này thì các em sẽ luyện tập ha, nhà làm buổi học hôm nay. Thì em thử làm cái bài này về cái chỉ dấu multiple series ha. Lấy ví dụ về cha và con đi ha. Thì một cha thì sẽ có nhiều con, nhưng mà một con thì chỉ có một cha thôi ha. Thì cái này các em có thể dễ dàng liệt kê ra, vẽ ra cái đối tượng cha này, cái đối tượng con, cha kết hợp với các con ha. Rồi còn một cái quan hệ nữa, nó là quan hệ dependency hay là quan hệ phụ thuộc. Quan hệ phụ thuộc này thì nó di chuyển là bằng một cái đường thẳng này, nó có cái chiều dấu mũi tên tới cái lớp mà nó phụ thuộc, và cái điều kiện mà sẵn có của nó là cái điều kiện lớp A và lớp B là không có mối quan hệ association ha, nó vẫn có cái ràng buộc như vậy á, là lớp A và lớp B nó không có quan hệ association, và lớp A sẽ phụ thuộc vào lớp B, và lớp A nó có chiều mũi tên hướng tới là nó sẽ phụ thuộc vào cái lớp mà nó hướng tới ha. Rồi các cách thức mà chúng ta có thể thực hiện các cái sự phụ thuộc này trong cái chương trình đó của chúng ta, là cách thứ nhất á, chúng ta có thể đưa các tham số truyền vào này, và cái sự phụ thuộc vào cái tham số truyền vào, ví dụ như trong lớp A này chúng ta đưa tham số có kiểu là B đây, là lớp A này phụ thuộc vào cái lớp B này ha, bởi cái tham số truyền vào B này. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta có cái kiểu kết quả trả ra, lớp A phụ thuộc vào lớp B bằng cái giá trị trả về, bằng cái đối tượng trả về ha, đối tượng cụ thể là đối tượng lớp B thì A phụ thuộc B. Rồi biến cục bộ, khai báo các biến nằm trong các biến của lớp đó, thì lớp A lớp B này, cái đối tượng của lớp B này nó nằm trong lớp A này, thì tại vì vậy ta nói là lớp A phụ thuộc vào lớp B. Rồi một cái trường hợp khác là trong lớp A nó có sử dụng cái thuộc tính phân tích tay tiếp của lớp B ha, khai báo cái biến hay là các thuộc tính phân tích
có kiểu là tay tiếp mà nó thuộc lớp B này. Rồi, chúng ta chuyển qua phần phụ lục. Là phần này thì phần là nói thêm thôi ha. Nói thêm về cái kiểu dữ liệu ở trong C# hay là các phần các ngôn ngữ lập trình khác cũng giống như vậy. Chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm định nghĩa bằng cái ngôn ngữ cụ thể là C# thôi ha. Rồi, tham chiếu trong C#. Chúng ta có hai dạng dữ liệu là chúng ta cái thứ nhất là dữ liệu kiểu tham trị ha. Và thành phần thứ hai là kiểu dữ liệu tham chiếu. Tham trị là nó có tất cả các kiểu dữ liệu nguyên thủy này, bao gồm các kiểu string, float, char, double string, và nó sử dụng kiểu dữ liệu tham trị. Em biết cái kiểu dữ liệu nguyên thủy này không? Dạ biết này. Dữ liệu nguyên thủy này thì nó có kiểu dữ liệu nó theo hướng cấu trúc thôi, nó không có phải không biết được, nó chỉ lưu cái giá trị thôi ha, nó không có tạo cấp phép vùng nhớ như là các cái đối tượng dữ liệu tham chiếu. Hay là chúng ta nói về cái dữ liệu về mảng này thì cái đối tượng này thì nó sẽ có một cái cấp phép một cái vùng nhớ ha, tham chiếu tới địa chỉ, đó là kiểu dữ liệu tham chiếu. Rồi ví dụ về tham trị ha, đây là một cái mô hình cấp phép bộ nhớ cho cái kiểu dữ liệu tham trị. Chúng ta khai báo một cái biến in này, biến in này đặt tên là Horizon B1 ha. Chúng ta các em thấy này, nó sẽ cấp phép vùng nhớ vô một cái tag này. Đây là cái tên biến, đây là cái tag chúng ta lưu cái giá trị ha. Rồi ở đây chúng ta gắn một cái giá trị vào cái biến này thì nó sẽ đưa cái giá trị nào vô cái tag của chúng ta ha. Rồi tương tự chúng ta khai báo một cái biến operation 2, rồi chúng ta cũng gán một cái giá trị là 5 thì cái giá trị này nó được đặt vào cái tag tương ứng với cái biến operation 2 này ha. Rồi chúng ta tiến hành, chúng ta cộng hai cái giá trị này lại với nhau thì nó sẽ lấy hai cái giá trị trong cái tag này ra ha, nó cộng lại với nhau rồi nó đưa cái giá trị này vào trong cái biến sum này. Các em thấy nó đưa cái giá trị là 7, 2 cộng 5, 7 vào cái tag ha, lưu trong cái biến sum này. Đó là cái kiểu dữ liệu về tham trị ha. Rồi ví dụ về tham chiếu, tham chiếu nó khác gì tham trị này. Đó, nó khai báo một cái đối tượng, kiểu dữ liệu là đối tượng ha. Đầu tiên này, chúng ta khai báo một cái biến đối tượng khởi tạo từ cái hàm fraction này với cái hai tham số trên bảng ha. Đây hai tham số tương ứng với là cái numerator hay là và cái denominator ha, là nó sẽ được cấp phát lúc mà chúng ta khởi tạo một ra một đối tượng á, nó sẽ cấp phát một cái vùng nhớ. Vùng nhớ đó là trong máy tính á, chúng ta có thể được gọi là cái vùng nhớ heap này này. Vùng nhớ heap là vùng nhớ do cái máy tính chúng ta tạo ra ha, nó sẽ được quản lý cấp phát một cái vùng nhớ động tham chiếu bằng cái địa chỉ này. Đấy, thì chúng ta sẽ lưu hai giá trị này vô của cái đối tượng này đó, và nó có cái rồi và nó có cái địa chỉ của vùng nhớ này là cộng 7. Thì cái biến này trong cái tag này á, bây giờ nó không lưu cái giá trị trực tiếp giống như cái kiểu nguyên thủy hay kiểu tham trị vô nữa, mà nó sẽ lưu cái địa chỉ vô ha để nó tham chiếu đi qua đó. Rồi tương tự với cái biến, chúng ta khai báo một cái biến đối tượng là phát 2 nha, nó cũng cấp phát một cái vùng nhớ heap ra, cái địa chỉ của nó là 2.19 nè. Rồi nó sẽ lấy cái địa chỉ này nó lưu vô cái tag của cái biến phát 2 này nha. Rồi tiếp theo chúng ta làm tiếp cái bước gán giá trị phát 2, nó được gán bằng phát 1. Thì việc gán ở đây nó làm cái gì? Nó sẽ tham chiếu tới nó sẽ tham chiếu tới cái phát 1 này. Tham chiếu là nó tham chiếu tới cái vùng cái địa chỉ ha. Rồi nó lưu cái giá trị của cái giá trị vùng nhớ này nè, vùng nhớ này vào cái tag của phát 2 và nó
thành chữ tới cùng nhân tiếp này. Đó. Bây giờ chúng ta có thể thay đổi một giá trị đi ha. Rồi, chúng ta sẽ lấy phát một chấm, nhưng mà giờ nó gán lại giá trị bằng 9, bỏ giá trị 2 cũ đi, nó sẽ thay bằng giá trị 9 vào đây. Rồi chúng ta sẽ in ra cái giá trị. Vì lúc này phát 2 nó đang tham chiếu tới cái vùng địa chỉ của cái vùng nhớ của thằng phát 1 này, nên nó sẽ lấy cái giá trị của cái vùng nhớ này ra để nó tính toán ha. Ví dụ phát 2 chấm numerator chi 2 chấm denominator, nó sẽ lấy 9 chia 3 và giá trị xuất ra là bằng 3 ha. Đó, đó là cái ý nghĩa của về kiểu dữ liệu tham trị ha. Nó sẽ lưu cái giá trị vùng nhớ, nó sẽ tham chiếu tới cái đối tượng và nó sẽ thao tác ha, chứ nó không có lưu cái giá trị trực tiếp vào cái tag này nữa. Đó, cái đó là cái khác nhau giữa cái tham trị và tham chiếu ha. Mỗi lần khởi tạo một đối tượng á, thì nó sẽ tạo cái bộ nhớ heap này này, nó sẽ tạo ra một cái vùng nhớ riêng ha, để nó lưu từng cái đối tượng này và nó tham chiếu bằng cái địa chỉ. Về phần con chó biết, con chó biết ở trong C-Sharp hay là cái Java thì cũng vậy ha, thì nó đều mỗi cái lớp đều có một cái con chó biết. Con chó biết này là con chó chó tới chính cái vùng nhớ của nó ha. Rồi, con chó biết này nó sẽ đại diện cho cái đối tượng mà đang gọi các phương thức ha, và nó sẽ đặc biệt sử dụng trong một cái số trường hợp. Số trường hợp như sau thì chúng ta cùng xem xét này. Chúng ta có cái lát phân số, chúng ta có hai cái biến thành viên. Biến thứ nhất là cái biến là y tử số này ha. Biến hai là biến y mẫu số. Rồi chúng ta cũng định nghĩa một cái hàm, một cái phương thức ha. Chúng ta gán tử số, chúng ta truyền vào một cái param này, một cái parameter hay là một cái tham số vào là y tử số ha. Ở đây chúng ta thấy này, y tử số này này nó có tên đặc trùng với lại cái biến thành viên của cái phân số của mình, thì mình sẽ sử dụng cái từ khóa list này, cái con trỏ list này để mình tham chiếu tới cái thuộc tính của đối tượng của mình, là list chấm y tử số, nó tham chiếu tới cái biến thành viên của mình này, gán lại bằng cái y tử số này là cái biến truyền bên ngoài vào ha. Cái này là cái cách mà chúng ta sẽ tham chiếu cái đối tượng bên trong nếu mà có cùng tên. Rồi chúng ta sẽ chạy cái hàm này. Rồi gán tử số là bằng 3 ha. Rồi chúng ta in ra thì có in ra tử số là bằng 3. Rồi cái phân số 2 thì gán tử số bằng 5, ta in ra bằng 5 rồi, không có gì. Thì ý nghĩa của con trỏ đít á, thì chúng ta sẽ tham chiếu đấy đối tượng của chính nó thôi. Rồi một cái thành phần khác nữa thì chúng ta cần tìm hiểu là chúng ta tìm hiểu về file tiếp những tỉnh, những thành phần tỉnh ha. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần tỉnh của lớp hay là các member á. Chúng ta sẽ báo một lớp tỉnh. Nó là một cái thành phần của đối tượng ha. Nó cũng là thể hiện của đối tượng ha. Nó bao gồm các thuộc tính này là cái và các phương thức định nghĩa trong nó, cái phương thức và cái thuộc tính định nghĩa ở trong cái lớp tỉnh này là thuộc tính thông thường ha. Và mỗi đối tượng á, nó có một bản sao riêng, là ý nghĩa là nó sẽ được cấp phát một cái vùng nhớ riêng biệt ha. Rồi thành phần tỉnh, thành phần tỉnh là cái biến thành viên tỉnh này. Rồi các thuộc tính và phương thức được khai báo là tỉnh này, là các đối tượng này nó sẽ được sử dụng để dùng chung ha. Nó sẽ được cũng được cấp phát ra vùng nhớ, nhưng mà nó sẽ tham chiếu tính các đối tượng này trực tiếp, là nó sẽ được sử dụng dùng chung ha. Nó được khởi tạo một cái giá trị và tất cả các dữ liệu, các cái thành phần mà tham chiếu tới nó là đều sử dụng được cái giá trị đó. Rồi chúng ta cùng xem xét một ví dụ đi ha. Thì trong một lớp phân số á, chúng ta có cái tử số và mẫu số. Chúng ta khai báo cái giá trị lớn nhất này, giá trị nhỏ nhất ha.
Và giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất này á, là khai báo, chúng ta sẽ khai báo là nó là cái biến static, biến tĩnh ha. Rồi, các thành phần mà khai báo là tĩnh này nè, là cái thành phần dùng chung cho mỗi đối, cho mọi đối tượng ha. Và chúng ta có thể lấy cái đối tượng này nè, chúng ta tham chiếu tới nó. Là tất cả khi mà có giá trị khởi tạo mặc định rồi đó. Cái static này là nó không thay đổi ha. Thì chúng ta có thể tham chiếu trực tiếp lấy phân tối. Truy xuất tới giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất là nó cũng như nhau, nó không thay đổi. Chỉ có cái thành phần mà thành phần thông thường này nó sẽ mới được thay đổi. Giống như trong phân số table này, chúng ta tạo chữ số 1, mẫu số 2, hay là phân số 2, thì chúng ta tạo chữ số 2, mẫu số 3. Thì đây là các thành phần thông thường. Chúng ta có thể dây kén giá trị vào nó. Khởi tạo cho cái giá trị mà giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất này, chúng ta có thể đặt một cái biến tĩnh. Đây, lấy ví dụ này. À, rồi chúng ta sẽ khai báo và sử dụng á với cái từ khóa là static ha. Rồi trong cái thi pháp á thì chúng ta sẽ truy xuất nó bằng cái toán tử là hai cái dấu hai chấm truy xuất ha. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ khai báo này, trong cái lớp phân số này chúng ta sẽ khai báo hai cái thành phần mà biến tĩnh, bao gồm là giá trị lớn nhất ha. Rồi, một cái khai báo về một cái hàm tĩnh là chúng ta sẽ lấy giá trị lớn nhất ra. Rồi. Rồi đây là cái thành phần thông thường ha. Tử mẫu. Rồi. Chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ khởi tạo cái giá trị tĩnh này là 10.000 ha. Giá trị lớn nhất là chúng ta gán là bằng 10.000. Rồi. Ở đây chúng ta định nghĩa cái phương thức tĩnh này. Lấy giá trị lớn nhất chúng ta sẽ trả về cái biến tĩnh này. Biến tĩnh này sau khi khởi tạo là 10.000 thì nó vẫn là 10.000 trong suốt quá trình thực hiện ha. Không có cái nào tác động vào nó hết. Rồi chúng ta khởi tạo một lần và xài cho tất cả các đối tượng khác, truy xuất vào cái giá trị này ha, hoặc là cái hàm tĩnh này ha. Rồi chúng ta sẽ thực hiện cái hàm này. Chúng ta sẽ tạo hai phân số. Phân số thứ nhất là có giá trị là tử nè, 1, mẫu là 2. Phân số thứ hai có giá trị tử là 2, mẫu là 3 ha. Rồi chúng ta in ra cái giá trị này, chúng ta lấy phần tĩnh này là truy xuất bằng dấu hai chấm, lấy ra giá trị lớn nhất là lấy ra giá trị này cũng là 1.000 ha. Rồi cái biến thứ hai chúng ta có thể tham chiếu trực tiếp từ cái lớp này B1. Chúng ta sẽ tham chiếu tới cái lấy giá trị lớn nhất này. Không, cái giá trị lớn nhất này nó không có nằm trong cái vùng nhớ của thằng phân số này, phân số B1 này ha. Mà nó được khởi tạo chung với lại cái hàm phân số. Lúc mà chúng ta xét giá trị thì nó tham chiếu tới một vùng nhớ đi. Nó cũng lấy ra được cái giá trị là 10.000 này ha. Giá trị này không bị tác động, không bị thay đổi ha. Nó chỉ thay đổi các thành phần chung này thôi. Đó, đó là cái cách thức sử dụng hay là khai báo các thành phần tĩnh trong C#. Rồi. Như vậy thì chúng ta đã đi qua các nội dung như về ôn tập lại tập tình huống đối tượng. Các em có chỗ nào còn chưa rõ không? Hay là có đặt câu hỏi gì thì thầy giải đáp. Thầy chút xíu là thầy áp cái cô
Ủa bây giờ mình đang giờ lấy hả thầy? Rồi vậy thì Long nghe Long Long danh sách nhóm của các bạn lại cho mày mà mình chuẩn bị thực hiện ha. Rồi tài liệu môn học thì thầy sẽ hôm nay bạn thầy mình sao thầy ơi, lát quá. Câu hỏi thắc mắc gì không? Cái đoạn mới đi lát thầy hơi yếu đúng không? Dạ lát hôm nãy giờ thầy nói cho em có nghe rõ không? Cái đoạn trước rõ nhưng nãy giờ thầy bật màn hình Windows đây là không nghe hết thầy. À mới đây lát lắm thầy. Ờ. Thầy. À thầy đang hát cái cô bên phòng vô để cô theo dõi cái lớp mình để lấy điểm danh. Mẹ biết thì em đợi thầy tí xíu nha.
Rồi được rồi. Nghe thầy nói dạ không này nghe chữ được chữ mất thầy ạ. Lớp nghe thầy nói gì không? Dạ nghe. Có nghe thầy ơi. Dạ có thầy ơi. À chắc em thấy thầy dạ lúc nghe được lúc không thầy. À ở bên này nó ảm. Nó bị mất chữ ở đây. Nghe chưa được chữ không thầy. Em nghe rõ ha. Vậy hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục. Ừ, cái mạng thầy ơi, thầy gửi tài liệu cho lớp trưởng nha thầy. Rồi. À, vừa gửi cho lớp trưởng luôn. Rồi chào các em nha. Dạ em chào thầy ạ. Chào thầy. Ừ. Dạ em chào thầy ạ. Rồi cảm ơn em.